Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 46. Ông ta chỉ là ông chủ cửa hàng ở Phan Gia Viên, sao có thể trở thành gia? Trừ phi, Hầu Thất Quý ý thức được mục đích của Lâm Mộng Đình ngày hôm nay. Phu nhân, tôi, Hầu Thất Quý không biết nên nói tiếp lời này như thế nào, ông ta muốn che giấu kích động trong nội tâm, chợt nhận ra giọng nói cũng run rẩy. Lâm Mộng Đình nói ra lời này không phải do tự cao tự đại, cũng không phải hứng thú nhất thời. Cô hiểu được, hôm nay cô chính là đại diện cho Lý Dục Thần tới đây. Lời này của cô cũng đại diện cho lời nói của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần xem trọng ông chủ Hầu, cảm thấy người này có thể dùng. Trải qua cuộc đối thoại vừa rồi, Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy người này dùng được. Nhà họ Lý thủ đô muốn phục hưng, đúng là lúc cần dùng người. Nếu lúc nấy, ngay cả chút chuyện nhỏ kia ông chủ Hầu cũng không giải quyết được, vậy sau này đừng nhắc đến việc xây dựng lại thế gia đệ nhất thủ đô nữa. Mà Lâm Vân và Nghiêm Cẩn đến, càng khiến Lâm Mộng Đình khẳng định, có khả năng Lý Dục Thần sớm đã đoán được phiền phức hôm nay cô gặp phải khi tới Phan Gia Viên, cho nên đặc biệt bảo Lâm Vân gọi đến cả Nghiêm Cẩn. Lâm Mộng Đình biết uy lực khi hai thằng nhóc này liên hợp lại. Có bọn họ, chỉ cần không phải tông sư ra tay, thì không ai có thể bắt nạt chị của bọn họ. Đương nhiên, Lâm Mộng Đình không hề hoàn toàn trông chờ vào hai đứa em trai, cô cũng muốn kiểm tra thử, sau nửa năm tu luyện, rốt cuộc thực lực của cô đã đến mức độ nào rồi. Vốn ông ta chỉ muốn dùng cái vòng tay này để chứng minh việc ngày đó không phải là hư ảo, không phải là nằm mơ. Vào năm ông ta bạc đầu, chỉ cần nhìn thấy cái vòng tay này, ông ta lập tức có thể nhớ lại khoảng thời gian ông A sóng vai chiến đấu với Lý Dục Thần. Nhưng bây giờ, hình như không cần cái vòng tay này chứng minh nữa. Hầu Thất Quý nhẹ nhàng đẩy vòng tay đến trước mặt Lâm Mộng Đình, nói, phu nhân, có lời này của cô, đời này của tôi đáng giá. Chiếc vòng tay này, ngoài để chém gió, thật ra tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, đưa tặng cho phu nhân đi. Tặng cho tôi, Lâm Mộng Đình sững sờ. Chiếc vòng tay này mang từ trong mộ quỷ vương ra ngoài, cũng là bằng chứng ngày đó cậu Lý vào sinh ra tử, tặng cho phu nhân cực kỳ hợp. Hơn nữa, tôi làm ở nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy chiếc vòng tay ngọc giát vàng tinh xảo như vậy. Thôn họ Hà ở Tây Kinh từng đào lên được một vòng tay ngọc giát vàng đời đường tương tự, hiện được cất trong bảo. Tàng Tây Kinh, so sánh chiếc vòng, bất luận là về công nghệ chế tạo hay về chất ngọc, chiếc này đều cao hơn một bậc. Chỉ có người đẹp vô song như phu nhân mới xứng với vật đẹp như vậy. Hầu Thất Quý khen vòng tay lên trời xuống biển, đồng thời cũng khen Lâm Mộng Đình. Nhưng lời của ông ta không hoàn toàn chỉ có nịnh nọt, ông ta quả thật cảm thấy như thế. Lâm Mộng Đình ngẫm nghĩ, từ chối, ông chủ Hầu, cảm ơn nhã ý của ông, hiện tại tôi không thể nhận chiếc vòng tay này. Ông mang nó ra ngoài thì nó là duyên của ông, tôi không thể đoạt cái yêu thích của người khác. Hầu Thất Quý mất mát, nhưng ông ta nhanh chóng tỉnh lại, biết mình đường đột. Hôm nay Lâm Mộng Đình thay mặt Lý Dục Thần tới, có thu nhận ông chủ Hầu hay không, cuối cùng vẫn cần Lý Dục Thần quyết định, Lâm Mộng Đình không thể vượt quá bổn phận. Nếu cô thu nhận cái vòng tay này, vậy sẽ khiến Lý Dục Thần lây dính nhân quả, tương lai dù Lý Dục Thần không cần ông chủ Hầu cũng không được. Lâm Mộng Đình thông minh, cô tuyệt đối sẽ không vì một cái vòng tay cùng vài lời nịnh nọt vô căn cứ gây phiền toái cho chồng mình, cô chỉ hoàn thành việc của mình. Nếu Hầu Thất Quý thông minh, đại khái tương lai ông ta có thể tặng vòng tay cho Lý Dục Thần, lại từ Lý Dục Thần đưa cho Lâm Mộng Đình. Vừa hợp tình hợp lý, lại hợp xuyên. Thấy Hầu Thất Quý hơi xấu hổ, Lâm Mộng Đình mỉm cười rời đi chủ đề, hỏi, ông chủ Hầu có quen biết tứ gia không? Lâm Mộng Đình không hề giấu giếm, cô giơ tay lên nói, vừa rồi tê, bên ngoài. Ông ta muốn mua chiếc nhãn trên tay tôi, ra giá không hề thấp, nhưng đây là nhãn đính hôn Dục Thần tặng cho tôi, ông nói xem tôi có thể bán không? Đương nhiên là không thể bán, Hầu Thất Quý quả quyết đáp. Lâm Mộng Đình cười nói, nhưng ông ta để lại lời nói, không bán cho ông A. Tôi sẽ không ra được Phan Gia Viên. Này, Hầu Thất Quý nhíu mày, phu nhân, e rằng việc này có chút khó khăn. Tôi biết một thân bản lĩnh của cậu Lý không sợ gì cả, nhưng mục tiêu của cậu Lý là muốn phục hưng nhà họ Lý. Một gia tộc lớn, nhất là bậc quý tộc đỉnh cấp như nhà họ Lý năm đó không thể xây dựng nên toàn bằng vũ lực. Cậu Lý mới đến, ngoài lập uy còn phải lập đức, phải bồi dưỡng thế lực, kết giao bè bạn. Tần gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người trong giang hồ.
hiện tại giang hồ sớm đã không thể sánh được với năm đó, chia năm bè bảy mảng. Nhưng Vương Bách Thuận không giống thế, ông ta là người của nhà họ Vương. Nhà họ Vương là một trong bốn gia tộc lớn thủ đô, nói riêng về tài lực và thế lực, ba nhà kia không so sánh nổi. Hầu Thất Quý tạm dừng, dường như đang sắp xếp lời nói của mình. Tha thứ cho tôi cả gan nói bừa, mặc dù nhà họ Vương không huy hoàng được như nhà họ Lý năm đó, nhưng gần 20 năm qua, bọn họ đã có xu thể nhảy lên thành đứng đầu thủ đô, đây là sự thật. Cậu Lý cao giọng tuyên bố nhà họ Lý quay về tại Bách Thảo Đường, tất nhiên sẽ khiến nhà họ Vương cảnh giác. Mặc dù Vương Bách Thuận có địa vị bình thường trong gia tộc, giống Bạch Ngũ gia tại nhà họ Bạch, nhưng lúc này đắc tội ông ta, sợ rằng sẽ đưa tới toàn bộ nhà họ Vương căm thù, bất lợi với nghiệp lớn phục hưng của cậu Lý. Lâm Mộng Đình cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần thứ hai trong hôm nay, Hầu Thất Quý khiến cô lau mắt mà nhìn. Lần đầu tiên là lúc ông ta lộ ra chính khí và chấp nhất giữa những câu nói khôn khéo, lần này là phán đoán của ông ta đối với thế cục, cùng với chắc chắn đầy chuẩn xác về tình thế tại thủ đô của Lý Dục Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người này không đơn giản, là một thương gia đồ cổ quá đáng tiếc. Lâm Mộng Đình quyết định, nhất định phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho Lý Dục Thần, Hầu Thất Quý này có thể trọng dụng được, không thể bỏ qua. Ông chủ Hầu, vậy theo góc nhìn của ông, tôi nên làm cái gì? Lâm Mộng Đình thăm dò hỏi han, để phục hưng nhà họ Lý, tôi nên bán nhẫn để lấy lòng nhà họ Vương không? Hầu Thất Quý lắc đầu nói, đương nhiên không được, đây là nhẫn đính hôn cậu Lý đưa cho cô, sao có thể bán chứ? Hơn nữa, Vương Bách Thuận không phải nhân vật trọng yếu của nhà họ Vương, đắc tội ông ta sẽ đắc tội nhà họ Vương, nhưng làm ông ta vui lòng chưa chắc đã có thể lấy lòng nhà họ Vương. Ngược lại sẽ khiến nhà họ Vương coi thường cậu Lý. Lâm Mộng Đình âm thầm gật đầu, ý nghĩ của ông chủ Hầu giống cô, rõ ràng mạch lạc. Thế phải làm sao giờ? Hầu Thất Quý nghĩ nghĩ, hỏi, tứ gia ra giá bao nhiêu? Cả những thứ tôi chọn lọc ra, ông ta ra giá 20 triệu, Lâm Mộng. Đình trả lời, có điều, nghe ý của ông ta, tôi vẫn có thể tăng giá, bảo tôi nghĩ xong thì đến cửa hàng thứ hai bên tay phải Tây Môn Khẩu tìm ông ta. Sắc mặt Hầu Thất Quý thay đổi, cửa hàng thứ hai bên tay phải Tây Môn Khẩu chính là cửa hàng của Vinh Quảng Kiệt. Lâm Mộng Đình kinh ngạc, ô, trùng hợp như vậy. Cũng tính quá trùng hợp, tứ gia và tân gia quen biết nhau, Vinh Quảng Kiệt là con nuôi của tần gia, ông ta đến đó uống trà cũng bình thường. Hầu Thất Quý đáp, phu nhân, nếu cô tin được tôi thì để tôi đi một chuyến, tôi thử xem có thể thuyết phục tứ gia không mua nhãn của cô không. Lâm Mộng Đình khá ngoài ý muốn. Nghe ý tứ của Hầu Thất Quý, ông ta muốn đi thuyết phục Vương Bách Thuận từ bỏ mua nhẫn của cô. Cô rất tò mò Hầu Thất Quý muốn làm thế nào. Tôi đương nhiên tin được ông chủ Hầu, có điều tôi không hề hy vọng sẽ mang đến phiền toái cho ông. Lâm Mộng Đình lên tiếng, an toàn của ông là quan trọng nhất, tôi tình nguyện đắc tội nhà họ Vương cũng không muốn ông bị thương tổn. Ông chủ Hầu cực kỳ cảm động, sẽ không, nơi này là Phan Gia Viên, không phải đi quỷ môn quan. Tôi biết Phương tứ gia này. Thích sĩ diện, chỉ cần cho ông ta đủ mặt mũi, chuyện sẽ dễ thương lượng. Phu nhân chờ ở chỗ này. Tôi đi một chút liền đến. Lâm Mộng Đình gật đầu nói, được, vậy ông cẩn thận một chút. Nếu ông A không đồng ý, tuyệt đối đừng nên cưỡng cầu. Yên tâm đi phu nhân, tôi có chừng mực. Hầu Thất Quý xoay người đi ra khỏi cửa hàng, lúc đi ra trong tay cầm một túi đựng lá trà. Lâm Mộng Đình cảm thấy thật sự thú vị, không biết dựa vào mấy hộp lá trà. Ông chủ Hầu muốn thuyết phục Vương tứ gia như thế nào? Ông chủ Dương đương nhiên vui mừng thúc đẩy việc này, ai không muốn bấu víu chút quan hệ với tần gia. Dưới sự cực lực thúc đẩy của ông ta, Dương Ly Ly trở thành bạn gái chính thức của Vinh Quảng Kiệt. Vì chuyện này, ông chủ Dương bỏ không ít tiền vốn, đóng gói từ đầu tới chân Dương Ly Ly một lần lại một lần, làm mẹ ruột cô ta cũng không nhận ra. Thật ra Dương Ly Ly không xem trọng vòng tay ngọc giát vàng của Hầu Thất Quý. Dương Ly Ly hoàn toàn không hiểu cái này. Là chính ông chủ Dương xem trọng cái vòng tay kia. Mấy ngày nữa là đại thọ 66 tuổi của tân gia Tân Thụ Nghĩa, người có mặt mũi bên trong sách môn đều sẽ đến chúc thọ. Ông chủ Dương vốn không có cơ hội, nhưng thông qua quan hệ với Dương Ly Ly, từ chỗ Vinh Quảng Kiệt lấy được một tấm thiệp mời. Có thể tham gia yến tiệc mừng thọ của tần gia, xem như có mặt mũi trong đám người lăn lộn ở đây. Nhưng nảy ra câu hỏi mới. Nên đưa tặng thọ lễ gì đây? Thời gian ông chủ Dương vào cái ngành này không hề ngắn,
trong tay có không ít đồ cất giữ, nhưng ông ta cảm thấy cầm tới tiệc mừng thọ của Tân gia thì có vẻ chưa đủ. Tân gia chưa chắc đã quan tâm, nhưng người trên tiệc mừng rất nhiều, ông chủ Dương ngại mất mặt. Thế là ông ta nghĩ đến Hầu Thất Quý Cách Phách, so sánh với Hầu Thất Quý, đồ cất giữ của ông chủ Dương keo kiệt hơn nhiều. Hầu Thất Quý vào giới này sớm hơn ông ta, còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, toàn chơi hàng cao cấp. Ông chủ Dương lập nghiệp bằng việc thu báo chí cũ, sau đó bán sách, rồi chuyển sang tranh chữ, dần dần mới chuyển lên đồ sứ đồ ngọc, nhưng hầu hết là hàng giả. Ông ta kiếm tiền từ bán hàng giả có lẽ chẳng kém hơn ông chủ Hầu bao nhiêu, nhưng cấp bậc thì thua xa. Ông chủ Dương biết trong tay Hầu Thất Quý có một cặp quả cầu ngọc điêu khắc hình sư tử tinh xảo vô giá, nên muốn hỏi mua lại từ ông chủ Hầu, mang về làm lễ chúc thọ cho Tần gia. Nhưng Hầu Thất Quý không chịu bán, đó là đồ cất giữ riêng của ông ta, là bảo vật trấn cửa hàng. Chuyện này cũng trách ông chủ Dương, nếu ông ta nói là mang chúc thọ cho Tần gia, có lẽ Hầu Thất Quý sẽ đồng ý, dù thế nào cũng là chúc thọ cho Sách Môn tông sư, Hầu Thất Quý ông ta cũng thơm lây. Ông chủ Dương vừa uất ức vừa ghen ghét, đồ vật tốt như vậy đều rơi vào ai Hầu Thất Quý, không chịu bán còn ngày ngày khoe khoang trước mặt người khác. Thế là ông ta tìm đến Dương Ly Ly. Dương Ly Ly nghe có việc này, vỗ bộ ngực đảm bảo, chú yên tâm, chẳng phải chỉ là một cái vòng tay sao, cháu đi lấy thay cho chú, cháu dùng tiền đập chết ông tai. Ông chủ Dương nói, Ly Ly, cháu đừng có nói như vậy. Họ Hầu này chưa nói đến nhiều tiền, nhưng chắc chắn có tầm mấy trăm triệu, dùng tiền không nhất định có tác dụng. Mấu chốt là tên này ngang như cua, mềm không được cứng không xong, cắn chết không bán. Dương Ly Ly lên tiếng, chậc, cháu muốn xem ông ta cứng như nào, cháu đi ông ta dám không bán. Chuyện này có cần nói một tiếng với Vinh thiếu gia không, ông chủ Dương cẩn thận hỏi. Không cần, Dương Ly Ly không hề lo lắng, Quảng Kiệt cho cháu hai bảo vệ, ngày mai cháu dẫn theo bọn họ. Nếu không cho cháu mặt mũi thì đánh gãy tay ông ta, đập tiệm ông ta. Thế là, Dương Ly Ly đi cùng ông chủ Dương, đến cửa hàng của Hầu Thất Quý. Không khéo, Hầu Thất Quý vừa mới ra ngoài, còn đi đến cửa hàng của bạn trai Vinh Quảng Kiệt của cô ta. Dương Ly Ly vừa đi vào trong tiệm liền thấy Lâm Mộng Đình đang ngồi đó uống trà. Hôm nay Dương Ly Ly mặc một chiếc váy dài khoét ngực sâu màu hồng phấn, may bằng vải tơ tăm dệt nổi hơi trong suốt, đặt hàng từ Paris. Cô ta phối với một chiếc túi sách đeo chéo LV phiên bản giới hạn, khoanh hai tay trước ngực, khe rãnh càng có vẻ sâu thêm. Lâm Mộng Đình mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, một chiếc túi không có nhãn hiệu tùy ý đặt trên ghế. Để mà so sánh, Dương Ly Ly trông giàu sang phú quý hơn, dáng người càng lấy làm kiêu ngạo. Nhưng không biết vì sao, Lâm Mộng Đình lại chiếm khí tràng của cả gian nhà. Cô chỉ ngồi ở chỗ đó, đã mang đến phong thái tao nhã tài hoa. Ngay cả chính Dương Ly Ly cũng thấy hơi tự ti mặc cảm. Dương Ly Ly lập tức sinh lòng cảnh giác, như thể mẫu dạ xoa ngửi được mùi nước tiểu của đồng loại, lãnh địa bị xâm phạm, tràn đầy lòng căm thù Lâm Mộng Đình. Cô là A, Dương Ly Ly hỏi. Lâm Mộng Đình đáp, ông chủ cửa hàng này ra ngoài làm việc, nếu mọi người tìm ông ta thì ngồi xuống chờ một lát đi. Tôi hỏi cô là ai, Dương Ly Ly chăm chú nhìn Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình đã đoán được cô ta là ai. Lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, nói, cô rất không lễ phép. Lâm Mộng Đình nhấn tay Dương Ly Ly xuống bàn, mặc dù cách một chiếc bàn nhưng động tác của cô vẫn rất nhã nhặn. Ông chủ Dương không tài nào hiểu nổi, làm thế nào mà người phụ nữ này lại có thể hành động nhã nhặn mà lại vẫn nhanh nhẹn như vậy. Xét về diện mạo thì cô cháu gái này của ông ta cũng có thể khen là sắc nét, xét về vóc vàng thì dư sức khiến đàn ông đi ngoài đường phải nhìn rất cả trong mắt. Bản thân ông ta cũng đã đầu tư không ít tiền cho cô ta, cố gắng hết sức để biến vẻ ngoài cô ta thành dáng vẻ của một cô nàng nhà giàu, nhằm lấy lòng Vinh Quảng Kiệt. Nhưng nếu như so cô ta với người phụ nữ trước mắt này thì vẫn còn hơi thiếu chút gì đó, trông cô ta vẫn rất quê mùa, chẳng khác gì một con bé nhà quê vừa đặt chân lên thành phố. Dương Ly Ly muốn rút tay ra nên cố ý giật mạnh nhưng không sao rút ra nổi. Cô ta tức điên, cả giận quát, cô mau buông tay ra. Bàn tay của Lâm Mộng Đình lướt qua mờ u bàn tay của Dương Ly Ly. Lúc này, Dương Ly Ly đã có thể rút tay ra nhưng vòng tay đã nằm trong tay của Lâm Mộng Đình. Đưa vòng tay đây cho tôi, Dương Ly Ly lớn tiếng ra lệnh. Đây không phải là đồ của cổ, Lâm Mộng Đình đáp. Nó cũng không phải là đồ của cô. Sao cô biết nó không phải là đồ của tôi?
Cô, Dương Ly Ly nghẹn họng. Ông chủ Dương thấy bầu không khí trở nên căng thẳng bèn kéo Dương Ly Ly ra. Ông ta làm ăn buôn bán ở Phan Gia Viên nhiều năm, biết rõ có thể đắc tội với ai, không thể đắc tội với ai ở đây. Với những người là chủ cửa hàng như Hầu Thất Quý thì ông ta không sợ. Bởi vì bọn họ đều là người cùng nghề, làm gì có ai hơn ai chứ. Thế nhưng, nếu là khách hàng tới tiệm thì lại khác, không ai biết lai lịch của khách hàng là gì, chưa biết chừng lại là quan lại quyền quý. Mà bọn họ không thể động vào. Mặc dù Lâm Mộng Đình ăn mặc rất giản dị nhưng khí chất của cô lại hơn hẳn người bình thường, ông chủ Dương không nhìn thấu được lai lịch của cô. Thưa cô, chắc hẳn chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, ông chủ Dương chắp tay chào, tôi họ Dương, cũng là người mở tiệm ở nơi này, tiệm nhỏ của tôi nằm ngay kế bên. Tôi đã quen biết với ông chủ Hầu từ lâu, cô Ly Ly đây ưng ý chiếc vòng tay này. Tôi và ông chủ Hầu đã thương lượng xong với nhau từ trước, hẹn hôm nay tới giao hàng. Nếu cô không tin thì mời qua tiệm tôi ngồi một lát. Không được, Lâm Mộng Đình cương quyết, đừng nói là ông chủ Hầu không ở đây nên các ông không thể cầm chiếc vòng này đi, cho dù ông chủ Hầu trở về thì các ông cũng vẫn không thể mang nó đi được. Tại sao? Bởi vì ông chủ Hầu đã hứa hẹn sẽ tặng chiếc vòng tay này cho tôi. Gì cơ, ông chủ Dương giật mình, không đời nào. Rõ ràng ông ta không chịu, ông ta đã hứa bán nó cho cô Ly Ly rồi, sao có thể tặng nó cho cô? Được, chuyện này không liên quan gì tới tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với hai người. Từ đầu chí cuối, Lâm Mộng Đình luôn nói chuyện rất thong thả, thể hiện rõ sự cao quý và nhã nhặn của bản thân, khiến Dương Ly Ly tức điên. Chú à, chú nói mấy lời nhảm nhí đó với cô ta làm gì? Cứ cầm đi là xong. Nói rồi. Mặc kệ ông chủ Dương còn đang do dự, cô ta vỗ bàn một cái, nói với Lâm Mộng Đình. Đưa vòng tay đây cho tôi. Nói với lão già họ Hầu kia là Dương Ly Ly đã lấy nó rồi, nếu ông ta có ý kiến gì thì đi mà nói chuyện với Vinh Quảng Kiệt. Lâm Mộng Đình mỉm cười, cô nói vậy với tôi cũng chẳng ích gì. Tôi không phải ông chủ Hầu và cũng không có nghĩa vụ phải chuyển lời thay cho cô. Tôi không thể đưa chiếc vòng tay này cho cô được. Dương Ly Ly thật sự tức điên người với sự thong thả, nho nhã của Lâm Mộng Đình, cô ta chỉ tay vào người Lâm Mộng Đình, nói. Nhất định tôi phải lấy được chiếc vòng tay này, tôi đếm đến ba, nếu cô không đưa nó cho tôi thì đừng hòng bảo vệ được khuôn mặt của cô. Nếu có bị phá tướng chảy vi chóc phẩy thì cũng đừng trách tôi không nói trước. Một, hai, ông chủ Dương vẫn cảm thấy lo lắng, Ly Ly. Nhưng lúc này Dương Ly Ly đang nóng giận. Không thể chịu đựng nổi khuôn mặt hoàn mỹ của Lâm Mộng Đình. Chú à, chú đừng can thiệp vào chuyện này, cháu rất không ưa dáng vẻ ta đây của cô ta, cái loại người gì vậy chứ? Đồ điếm thúi. Cô ta vừa đếm đến ba, mặt lập tức bị ăn một cú tát. Dấu tay màu đỏ in hằn trên mặt cô ta, lớp phấn dày nứt ra xung quanh dấu bàn tay. Vệ sĩ, Dương Ly Ly kêu lên, mù hết rồi à? Không nhìn thấy cô ta đánh tôi hay sao? Hai tên vệ sĩ nghe vậy mới xông tới như mãnh hổ, nhào về phía Lâm Mộng Đình. Thế nhưng không hiểu sao bọn họ mới đi được hai bước, chân đã loạng choạng, ngã dúi về phía trước, trượt chân, va vào nhau rồi ngã bịch xuống đất. Vừa lồm cồm đứng dậy đã lại cục một tiếng, đầu va vào nhau, ngã nhào. Xuống đất, Dương Ly Ly trợn mắt há miệng ra nhìn, quát to, lũ ăn hại. Vinh Quảng Kiệt, anh kiếm cho em lũ ăn hại gì thế này? Hầu Thất Quý xách túi tới trước một cửa hàng nằm gần cửa phía tây. Ông ta đứng trước cửa ra vào, chỉnh lại quần áo rồi nhìn chiếc túi trong tay, sau đó mới sải bước đi vào. Một nhân viên trẻ tuổi đang nằm bò ra bàn lướt điện thoại, thấy ông ta tới cũng chỉ liếc nhìn mà không đứng dậy chào. Hầu Thất Quý biết, mặc dù cửa hàng của Vinh Quảng Kiệt cũng kinh doanh nhưng chỉ tiếp đãi khách quý. Ông ta hỏi nhân viên, xin hỏi tứ gia có ở đây không? Phiền cậu báo giúp tôi một tiếng. Nói là Hầu Thất Quý tới chào hỏi cậu Vinh và Vương Tứ Gia. Nhân viên cửa hàng nghe vậy mới quan sát ông ta mấy lượt rồi đứng dậy, Tứ Gia nói là sẽ có một người phụ nữ tới gặp mình, sao lại thành đàn ông thế này? Hi hi, người phụ nữ đó là bạn tôi, Hầu Thất Quý nói. Đi theo tôi. Nhân viên cửa hàng dẫn Hầu Thất Quý vào phòng trà ở bên trong. Vương Bách Thuận và Vinh Quảng Kiệt đang uống trà. Vương Bách Thuận hơi thất vọng khi nhìn thấy Hầu Thất Quý. Không mời ông ta ngồi xuống mà chỉ hỏi, chẳng phải là ông chủ Hầu đấy ư, ông tìm tôi có chuyện gì? Hầu Thất Quý đáp, chiếc nhẫn của bạn tôi là nhẫn cưới nên thực sự không tiện đem bán.
Tôi muốn xin tứ gia nể mặt, giơ cao đánh khẽ, tha cho. Bạn tôi. Ha ha, Vương Bách Thuận cười phá lên, nể mặt ư. Hầu Thất Quý, ông là cái thá gì, tại sao tôi phải nể mặt ông? Trong mắt Vương Bách Thuận, Hầu Thất Quý chẳng là cái thá gì cả. Mặc dù Vương Bách Thuận không phải nhân vật trung tâm, nắm thực quyền ở nhà họ Vương nhưng dù sao ông ta cũng mang họ Vương, mà hiện tại họ Vương lại là gia đình số một ở thủ đô. Dù chỉ là một con chó của nhà họ Vương cũng có rất đông người nịnh bợ. Dù Hầu Thất Quý giàu có, kiểm kê tài sản chắc cũng phải được mấy trăm triệu nhưng nói trắng ra, ông ta cũng chỉ là một chủ cửa hàng ở Phan Gia Viên, không hề có hậu thuẫn hay chỗ dựa. Nếu không phải Vương Bách Thuận thích đồ cổ, thường xuyên tới xưởng Lưu Ly và Phan Gia Viên chơi thì ông ta đã chẳng buồn liếc nhìn Hầu Thất Quý lấy một lần. Vừa rồi, Vương Bách Thuận còn mới nói với Vinh Quảng Kiệt là mình ưng ý một chiếc nhẫn trong tay một người phụ nữ. Vinh Quảng Kiệt còn cười ông ta, tứ gia, chỉ là một chiếc nhẫn thì có gì quý báu đáng để ông phải tốn công tốn sức như vậy. Vương Bách Thuận lại nói, so về con mắt tinh tường thì tôi không bằng Tần gia, nhưng ở trong nghề này thì tôi chưa từng nhìn sai bao giờ. Chiếc nhẫn trong tay người phụ nữ đó chắc chắn là hàng tốt. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn có hình dạng tương tự trong một quyển sách cổ, nghe nói loại nhẫn này có một số năng lượng và công dụng thần bí. Trước nay, tôi chưa từng thấy nó trên thị trường bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Có kỳ diệu tới mức ấy không? Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà còn liên quan tới cả thần bí học nữa. Dù Vinh Quảng Kiệt nói như vậy nhưng trong lòng cũng thấy tò mò. Bởi vì Tần Thụ Nghĩa, bố nuôi của hắn ta, cực kỳ thích sưu tầm những món đồ thần bí như vậy. Hơn nữa, hắn ta còn biết rằng, bản thân Tần Thụ Nghĩa cũng rất thần bí, chẳng hạn như tay quỷ và mắt thần nổi tiếng của ông ta. Tần Thụ Nghĩa có biệt danh là mắt thần tay quỷ. Các đồ đệ của Tần gia đều biết rằng đó không chỉ là một cái tên mà là bản lĩnh thực thụ của ông A. Vương Bách Thuận nói, có lạ lùng hay không thì tôi không biết nhưng dù sao cũng đã gặp được rồi thì không thể bỏ lỡ được. Đợi bao giờ lấy được nó, tôi sẽ mời Tần gia xem thử giúp tôi. Nếu Tần gia thích thì tôi sẽ tặng cho ông ấy, coi như là quà mừng thọ. Lúc này Vinh Quảng Kiệt mới biết được ý đồ của Vương Bách Thuận, hắn A cười nói, tứ gia đã lâu rồi không tới Phan Gia Viên. Hôm nay ông tới đây là để tìm mua quà mừng thọ cho bố tôi à? Vương Bách Thuận cười to, cậu thật thông minh, chẳng trách Tần gia lại thích cậu nhất. Ông ta đã lên kế hoạch đâu vào đấy như vậy rồi, thổi phồng cũng đã làm xong rồi, giờ Hầu Thất Quý lại đột nhiên tới đây bảo tứ gia nể mặt mình, đừng mua chiếc nhẫn đó, thử hỏi làm sao Vương Bách Thuận không bực cho được. Vinh Quảng Kiệt cười hì hì ngồi tại chỗ xem cảnh thú vị này. Hắn ta rất muốn biết Hầu Thất Quý lấy đâu ra can đảm để bảo Vương Bách Thuận nể mặt ông ta. Hầu Thất Quý mở hộp ra, trong hộp có một lớp vải nhung, mở tiếp lớp vải nhung ra thì thấy một cặp sư tử nhỏ bằng ngọc xanh. Vương Bách Thuận trông thấy cặp sư tử ngọc này lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, cả kinh hô lên, bích ngọc sư tử linh lung cầu. Hầu Thất Quý nói, tứ gia quả là có con mắt tinh tường. Ánh mắt của Vinh Quảng Kiệt cũng lộ vẻ ngạc nhiên, hắn ta nói. Tôi nghe nói Bích Ngọc Sư Tử Linh Lung Cầu là tác phẩm ngẫu hứng năm xưa sau khi say rượu của Tông Sư Nhất Đao Xuân của Vinh Môn, người này nổi danh là có bàn tay nhanh nhất thiên hạ. Cặp Bích Ngọc Sư Tử Linh Lung Cầu này chính là minh chứng tốt nhất về đao pháp của ông ta. Sau khi Nhất Đao Xuân chết trong tay Trương Điên trong cuộc chiến giữa Vinh Môn và Yếu Môn thì thứ này cũng đã mất tích theo, không ngờ nó lại nằm trong tay ông. Vừa nói hắn ta vừa tỏ thái độ nghi ngờ, thứ này không phải là giả đấy chứ. Tứ gia, cậu Vinh, nó là thật hay giả thì không thể nghe tôi nói suông được. Hai người là người trong nghề, xin mời hai người đánh giá xem, Hầu Thất Quý nói. Vinh Quảng Kiệt và Vương Bách Thuận liếc nhìn nhau. Vinh Quảng Kiệt lấy hai đôi găng tay trắng ra, đưa cho Vương Bách Thuận một đôi. Hai người đeo găng tay vào, mỗi người cầm một con sư tử bằng ngọc xanh lên, đặt vào trong lòng bàn tay, xem xét cẩn thận. Con sư tử này được điêu khắc từ ngọc nguyên khối. Không hề có chút tạp chất nào. Hình dáng sư tử rất thật, giống y như đúc. Điều thần kỳ nhất là bên trong chiếc mõm há to của sư tử có ngậm một quả cầu. Quả cầu này gọi là linh lung cầu, hay còn có tên khác là quỷ công cầu. Trái cầu có tổng cộng 5 lớp tách rời với nhau, 4 lớp ngoài được chạm trổ, lớp bên trong là một hạt châu đặc ruột. Bản thân linh lung cầu đã đòi hỏi kỹ thuật phức tạp rồi, huống hồ nó còn được làm nhỏ như vậy. Chỉ xét riêng mình nó thôi đã được coi là báu vật hiếm thấy trên đời.
mà điều thần kỳ của thứ này là ở chỗ linh lung cầu và sư tử được điêu khắc từ cùng một khối ngọc, chúng vốn là một thể. Nói cách khác, trái cầu này được chạm trổ ngay trong miệng sư tử. Mấu chốt là trái cầu này cũng tách rời hẳn bên trong miệng sư tử, được sư tử ngậm lấy, răng sư tử vừa khéo trở thành trục của linh lung cầu, trái cầu này có thể xoay tròn trong miệng sư tử. Vinh Quảng Kiệt giữ chắc con sư tử, cắm một cây kim nhỏ xuyên qua lỗ hổng bên trong linh lung cầu, đẩy nhẹ một cái, lớp hình cầu thứ tư xoay tròn xung quanh hạt châu, đẩy lớp thứ ba lại xoay tròn quanh lớp thứ tư, cứ thế lặp đi lặp lại, xoay tròn tầng tầng lớp lớp cho tới lớp ngoài cùng, dùng ngón tay gẩy một cái, toàn bộ quả cầu chuyển động ngay trong miệng sư tử. Năm lớp linh lung cầu tách biệt liên tục xoay tròn, phát ra tiếng ma sát như tiếng sư tử gầm. Vinh Quảng Kiệt khen ngợi, quả là tài nghề điêu luyện. Vương Bách Thuận nói, từ lâu đã nghe nói nhất đao xuân của Vinh Môn có đao pháp vô địch thiên hạ, cứ tưởng đó là loại đao to mà người luyện võ dùng, không ngờ người này lại am hiểu cả việc điêu khắc những vật thể nhỏ như vậy. Vinh Quảng Kiệt nói, tứ gia là nhà cao sang nên không biết chuyện giang hồ. Từ xưa, các khoái đao của Vinh Môn đều dùng dao nhỏ. Cao thủ của Vinh Môn có thể giấu dao trong lòng bàn tay suốt cả ngày mà vẫn không hề ảnh hưởng gì tới chuyện ăn cơm, uống trà, làm việc, người khác cũng không hề biết là trong tay họ có dao. Nghe nói ở triều đại trước có một vị cao thủ của Vinh Môn đã giấu đao, vượt qua được sự kiểm tra của Tử Cấm Thành để ám sát hoàng đế, suýt chút nữa đã liền thành công. Tiếc là kể từ sau khi Nhất Đao Xuân qua đời, kỹ thuật thần kỳ này đã thất truyền. Nói rồi, hắn ta liếc nhìn con sư tử bằng ngọc bích trong tay mình, chỉ có thứ này là có thể cho người ta tưởng tượng ra phong thái của khoái đao Vinh Môn năm xưa. Vinh Quảng Kiệt vẫn còn trẻ, cho nên chắc chắn là những chuyện cũ trên giang hồ này là được nghe bố nuôi Tần gia kể cho biết. Bởi vậy, Vương Bách Thuận đoán rằng, ắt hẳn Tần gia sẽ thích thứ này. Ông chủ hầu, Vương Bách Thuận lưu luyến cất lại con sư tử ngọc bích vào trong hộp, thái độ thay đổi hoàn toàn 180 độ, khách khí nói. Đây đúng là một món đồ tốt, chẳng hay ông chủ hầu có thể nhường thứ mình yêu thích lại cho tôi không? Tiền bạc không phải là vấn đề, ông cứ ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng đều đồng ý. Hầu Thất Quý cười nói, tứ gia, tôi tới đây không phải để bán hàng. Thứ này tôi cũng không bán. Sắc mặt Vương Bách Thuận lập tức trở nên khó coi. Ông ta tưởng là cái mà Hầu Thất Quý gọi là nể mặt chính là dùng cặp sư tử ngọc bích này đổi lấy chiếc nhẫn của người phụ nữ kia. Ông ta vốn muốn tìm quà mừng thọ cho Tần gia, chắc chắn cặp sư tử này phù hợp hơn chiếc nhẫn kia. Còn về giá tiền, ông ta đã sẵn sàng trả 20 triệu cho chiếc nhẫn thì cho dù Hầu Thất Quý có ra giá thứ này 100 triệu, ông ta cũng sẽ không mặc cả. Ông chủ hầu đùa tôi đấy à? Ông chỉ cho tôi xem thôi mà cũng đòi tôi nể mặt ông ư, Vương Bách Thuận nói bằng giọng không vui. Hầu Thất Quý cười, cất cặp sư tử cẩn thận, lấy vải nhung đậy lại rồi đóng kín nắp hộp. Đẩy chiếc hộp về phía trước, nói. Tôi không bán nó nhưng nếu tứ gia thích thì tôi xin tặng nó cho ông. Vinh Quảng Kiệt ngồi bên cạnh chợt cười khan đôi tiếng rồi nói. Ôi, chuyện này thật thú vị, gặp được chuyện thú vị thế này mà tôi không tham dự vào thì chẳng phải là tiếc nuối cả đời hay sao? Tứ gia, người ta đã có lòng nương nhờ ông, vậy tôi xin nhúng tay vào chuyện này, thay tứ gia kiểm tra xem ông ta chân thành đến đâu. Tứ gia thấy có được không? Vương Bách Thuận khẽ nhíu mày, trong lòng có phần bất mãn. Ý đồ của Vinh Quảng Kiệt quá rõ ràng, hắn ta muốn nắng tay trên của ông ta. Hắn ta biết rõ ông ta chuẩn bị quà để chúc thọ Tần gia, vậy mà còn muốn nắng tay trên, đúng là quá đáng. Nhưng nể mặt Tần gia, Vương Bách Thuận không tiện nổi nóng. Không đáng vì một món đồ mà đắc tội Tần gia. Nhưng nhờ vậy mà Vương Bách Thuận đã suy nghĩ thấu đáo một số chuyện. Thứ nhất, chắc chắn Tần gia sẽ thích cặp sư tử ngọc bích này, hơn nữa rất có thể là đã muốn có nó từ lâu, chưa biết chừng bình thường vẫn thường xuyên nhắc tới, cho nên Vinh Quảng Kiệt mới biết rõ lai lịch của nó như vậy. Thứ hai, tuy Vinh Quảng Kiệt là đệ tử cuối cùng của Tần gia, được coi là người con nuôi được Tần gia yêu thương nhất nhưng chắc hẳn việc cạnh tranh trong nội bộ Tần môn cũng rất dữ dội, cho nên hắn ta mới muốn dùng món đồ này để giành được sự ưu ái. Vương Bách Thuận thầm cười khẩy trong lòng. Cậu muốn nắng tay trên mà không nhìn thử xem tôi là ai. Vinh Quảng Kiệt định nắng tay trên bằng cách đưa tiền. Mặc dù Hầu Thất Quý đã nói là không bán nhưng Vương Bách Thuận cho rằng mọi thứ đều có giá của nó. 100 triệu không bán, vậy 200 triệu thì sao? 200 triệu không bán, vậy 300 triệu thì sao? Với một người làm ăn như Hầu Thất Quý,
Dù ông ta kinh doanh khá thành công ở Phan Gia Viên nhưng tích lũy mấy chục năm chắc cũng chỉ được vài trăm triệu mà thôi, giờ bỗng dưng có thêm mấy trăm triệu nữa, chẳng lẽ ông ta lại không lung lay hay sao? Vương Bách Thuận quyết định, bất kể Vinh Quảng Kiệt ra giá bao nhiêu, ông ta đều sẽ ra giá cao hơn, nhất định không cho hắn ta nắng mất của mình. Dù trong lòng bất mãn nhưng ngoài miệng Vương Bách Thuận lại nói, cậu Vinh đứng ra thử lòng giúp tôi, đây là vinh hạnh của tôi. Ha ha! Vinh Quảng Kiệt nghe thấy tiếng cười dối trá của Vương Bách Thuận, âm thầm cười gắn, nói với Hầu Thất Quý, ông chủ Hầu, người nào gặp được thì người đó có phần, ông đừng chỉ trông cậy mình tứ gia nể mặt, thể diện của tôi ít nhiều gì cũng đáng giá đấy. Hắn ta không nhắc tới tiền ngay mà lại nhắc tới thể diện chính là cảnh cáo Hầu Thất Quý, đương nhiên thể diện của Vương Bách Thuận rất oai nhưng ở đây, tân gia mới là oai nhất, mới là tông sư sách môn. Đắc tội ông, ta còn nghiêm trọng hơn đắc tội Vương Bách Thuận. Hầu Thất Quý không hề nao núng, đáp, cậu Vinh có gì dặn dò? Vinh Quảng Kiệt N không của ông, tôi trả trăm triệu nhé. Vương Bách Thuận giật mình, không ngờ Vinh Quảng Kiệt lại đột nhiên ra giá cao như vậy. Giá tiền đã cao vậy rồi, nếu còn tăng thêm nữa thì ngay cả ông ta cũng phải do dự. Nhưng nếu ông ta không nâng giá lên thì chắc chắn Vinh Quảng Kiệt sẽ nắng mất đồ. 500 triệu cơ mà, liệu có ai có thể chống lại sự cám dỗ lớn như thế? Thấy Vinh Quảng Kiệt khăng khăng muốn mua bằng được nó, trong lòng Vương Bách Thuận bực bội, ông ta quyết định mình không thể để hắn ta nắng ai trên mất được, đang định mở miệng thì Hầu Thất Quý lại lắc đầu, nói ra hai chữ ngắn gọn mà đanh thép. Không bán, nghe thấy hai chữ này, Vương Bách Thuận suýt thì bật cười. Cười Vinh Quảng Kiệt nắng tay trên hụt. Thấy mặt Vinh Quảng Kiệt xám ngoét như màu gan heo, tâm trạng Vương Bách Thuận cực kỳ vui vẻ. Ông ta không khỏi phải nhìn Hầu Thất Quý bằng một con mắt khác nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngờ vực, chẳng lẽ thể diện của ông ta thực sự lớn như vậy ư? Hầu Thất Quý, ông nghĩ mình là cái cóc gì? Vinh Quảng Kiệt bực tức nói, 500 triệu mà ông còn chê, có phải ông bị ấm đầu rồi không? Dù cho đây là đồ tốt nhưng tôi dám cam đoan, không đời nào có ai trả cho ông cái giá cao hơn thế. Chẳng qua là nó có thêm câu chuyện của Vinh Môn mà thôi, nếu không phải là người giang hồ. Ông cứ thử đấu giá thử xem, nếu không dở trò gì thì 100 triệu cũng không bán nổi đâu. Vương Bách Thuận không nhìn được nói, Quảng Kiệt à, cậu không thể nói như vậy được, có những thứ không phù hợp để đem ra đấu giá mà chỉ có thể trao tay giữa các nhà sưu tầm với nhau thôi. Cậu chịu ra giá 500 triệu để mua cặp sư tư ngọc bích này chứng tỏ trong mắt cậu, nó đáng giá 500 triệu, đúng chứ? Vinh Quảng Kiệt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dù sao đối phương cũng là tứ gia của nhà của Vương, nếu hắn ta không nắng tay trên được thì cũng không thể ăn cướp trắng trợn được. Hắn ta không làm gì được Vương Bách Thuận nhưng lúc nhìn Hầu Thất Quý lại càng thêm không vừa mắt, dường như trong mắt có gai, hắn ta thầm hạ quyết tâm, phải tìm cơ hội nào đó dạy cho Hầu Thất Quý một bài học, cho người trong nghề biết, đắc tội cậu Vinh, đắc tội tân gia thì kết cục sẽ là gì. Vương Bách Thuận vui vẻ trong lòng, nói với Hầu Thất Quý, ông chủ Hầu, thế này nhé. Cậu Vinh ra giá 500 triệu, tôi cũng ra giá 500 triệu, không thể để ông lỗ vốn được. Hầu Thất Quý lắc đầu nói, tứ gia xem thường tôi rồi. Tôi thực sự không cần tiền, tôi đã nói là tặng thứ này cho ông rồi thì nghĩa là tôi sẽ tặng nó cho ông, không lấy một xu nào hết. Chỉ cần tôi nể mặt thôi ư. Còn cả giao tình với ông nữa. Giao tình. Vương Bách Thuận nheo mắt lại, lắc đầu, như thể đang nghiền ngẫm lời đối phương nói. Ông ta chợt gõ bàn, cười to, nói, được. Vậy thì tôi kết bạn với ông. Ha ha. Chuyện ồn ào ở Bách Thảo Đường mấy hôm trước mà Lý Dục Thần gây ra đã được lan truyền khắp giới thượng lưu ở thủ đô. Hiện tại cả thủ đô đều biết nhà họ Lý năm xưa đã trở về rồi. Nhà họ Lý trở về thì gia tộc đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng chính là nhà họ Vương. Một bên là gia tộc đứng đầu năm xưa, một bên là gia tộc đứng đầu hiện tại. Tục ngữ có câu. Một núi không thể có hai hổ, một thành phố không thể có hai vua. Vương Bách Thuận vừa nghe thấy tên Lý Dục Thần, trong lòng căng thẳng, lông mày lập tức nhíu lại. Vậy là Lý Dục Thần bảo ông tới đây à? Không phải, là tôi tự ý tới đây. Tự ý ư, Vương Bách Thuận híp mắt nhìn Hầu Thất Quý, muốn khai thác được chút gì đó qua nét mặt của ông ta, ông nói rõ ra xem, làm sao ông quen biết Lý Dục Thần, hôm nay ông có mục đích gì? Tốt nhất là ông hãy nói thật. Đừng coi tứ gia tôi là thằng ngu, nếu không, ngay cả cặp bích ngọc sư tử linh lung cầu này cũng không cứu nổi ông đâu. Hầu Thất Quý mỉm cười, không chút bối rối.
Thưa tứ gia, lúc cậu Lý đánh cược với nhà họ Bạch ở Bách Thảo Đường thì tôi cũng vừa hay có mặt ở đó, may mắn được mời làm nhân chứng. Hôm nay mợ Lý đến tiệm nhỏ của tôi ở Phan Gia Viên, nói rằng tứ gia ưng ý chiếc nhẫn của cô ấy nhưng đó là nhẫn cưới của cô ấy nên cô ấy không thể đem bán được. Tôi nghĩ bụng, cậu Lý đại diện cho nhà họ Lý trở về đây, còn tứ gia lại đại diện cho nhà họ Vương. Một người là mãnh long qua sông, vương giả trở về, một người là nhân tài kiệt xuất, bá chủ hiện tại của thủ đô. Nếu như hai vị này sinh xung đột vì chút chuyện nhỏ này, làm tổn thương hòa khí thì đều không có lợi cho cả hai nhà họ Vương và họ Lý. Hai nhà họ Vương và họ Lý kiểu gì rồi cũng sẽ chạm mặt nhau, thay vì dương cung bạt kiếm, long tranh hổ đấu, chỉ bằng hòa khí sinh tài, bắt tay nhau cùng phát triển, để đám tôm tép nương nhờ sự che chở như chúng tôi cũng đỡ bị vạ lây, hơn nữa còn có thể kiếm được miếng cơm. Đây là chút lòng riêng của tôi, đã để tứ gia cười chê rồi. Vương Bách Thuận nghe vậy chợt cười to. Ha ha, hay cho một tiếng lòng riêng. Hầu Thất Quý nhà ông ấy à, ông ta trỏ hờ ngón tay vào Hầu Thất Quý, ông quả là không hề đơn giản. Sao khi xưa tôi lại không nhận ra nhỉ? Vương Bách Thuận phải thay đổi cách nhìn về Hầu Thất Quý. Nếu như điều Hầu Thất Quý nói là thật, đây đúng là ý tưởng của ông ta thì quả là một chuyện tốt. Vương Bách Thuận không biết thân phận của Lâm Mộng Đình, mặc dù đã đoán ra lai lịch của cô chắc chắn không tầm thường nhưng dù có không tầm thường cỡ nào thì cũng chẳng đáng để Vương Tứ gia phải để tâm. Có điều, ông ta không ngờ được rằng cô lại là vợ của Lý Dục Thần. Từ lâu ông ta đã nghe nói về sự tích nửa năm qua của Lý Dục Thần ở miền Nam. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, anh đã từ nhân viên phục vụ của quán cơm nhỏ, không xu dính túi, phụt biến thành người giàu có khối tài sản trăm tỷ. Hơn nữa còn được các gia tộc thượng lưu như nhà họ Tiền, nhà họ Cao ở Tiền Đường, nhà họ Từ ở Giang Đông, nhà họ Trần ở Thân Châu. Từ lâu, tứ đại gia tộc ở thủ đô đã cảnh giác với anh. Mấu chốt là anh còn là tông sư võ đạo mới nổi ở Nam Giang, nghe nói ở Đại hội Võ Lâm, anh đã đánh bại cao thủ Thiên Nhẫn Tông của Đông Doanh, xả giận cho toàn bộ Võ Lâm Hoa Hạ. Cũng chính vì chuyện này mà tứ đại gia tộc ở thủ đô đã họp bàn với nhau. Thương lượng xem phải ứng phó thế nào trước sự trỗi dậy một lần nữa của nhà họ Lý, kết quả là chẳng thu được kết quả gì. Ở một mức độ nào đó, Vương Bách Thuận phải cảm ơn Hầu Thất Quý. Nếu không nhờ có Hầu Thất Quý thì chắc chắn hôm nay ông ta sẽ không buông tha Lâm Mộng Đình, vậy chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết, đắc tội Lý Dục Thần. Từ đó, hai nhà Vương Lý cũng biến thành kẻ thù không đội trời chung, không thể hòa giải. Mặc dù nhà họ Vương không sợ Lý Dục Thần nhưng bọn họ sợ ba nhà khác ngư ông đắc lợi. Tứ đại gia tộc hiện giờ mỗi nhà đều có một mục đích riêng, ai cũng ước. Sao những nhà khác khai chiến với Lý Dục Thần nhưng không ai muốn mình là kẻ đi đầu. Đây cũng là nguyên nhân mà cuộc họp thương lượng lần trước đi vào ngõ cụt. Nếu vì một chiếc nhãn mà khiến nhà họ Vương trực tiếp khai chiến với Lý Dục Thần, ắt hẳn Vương Bách Thuận sẽ bị các trưởng bối trong gia tộc mắng chết. Quan trọng nhất là Lý Dục Thần là tông sư võ đạo. Nhà họ Vương có tông sư chấn giữ nhưng Vương Bách Thuận không hề có vệ sĩ nào là tông sư. Nếu mợ Lý bị chọc giận, về nhà khóc lóc kể lể với chồng, Lý Dục Thần nổi giận, xông tới chém giết, vặn đầu ông ta xuống làm cái bô thì ông ta biết tìm ai để đòi lại lẽ công bằng. Tứ gia nói đùa, tôi nào phải ngọc thôi gì chứ, nếu tôi còn trẻ thì còn có thể cống hiến sức lực của mình, đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài. Giờ tôi đã luống tuổi rồi, chỉ mong được an hưởng tuổi già. Cũng là do tôi không có phước phần này, không thể làm nên chuyện lớn. Sau này, nếu tứ gia có chuyện gì thì cứ việc sai bảo, Hầu Thất Quý tôi còn ở Phan Gia Viên ngày nào thì lời tứ gia nói chính là thánh chỉ với tôi. Hầu Thất Quý nói năng không kiêu ngạo không tự ti, vừa từ chối Vương Bách Thuận, lại nịnh bợ đâu ra đấy, khiến Vương Bách Thuận rất vui vẻ, không sao giận nổi. Được thôi, ai bảo tôi tới chậm một bước chứ? Vương Bách Thuận chắp tay với Hầu Thất Quý, sau này chưa biết chừng tôi lại phải gọi ông là Hầu gia ấy chứ. Không dám, Hầu Thất Quý vội vàng đáp lễ, tứ gia đã cất nhắc tôi rồi. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, Vinh Quảng Kiệt bị ngó lơ, trong lòng rất khó chịu. Vương tứ gia là người nhà họ Vương, ngay cả Tần gia, bố nuôi của hắn a, cũng phải nể mặt, nhưng Hầu Thất Quý thì là cái thá gì mà cũng ngồi đó giả vờ giả vịt chứ. Tứ gia khen ông ta mấy câu. Ông ta thực sự coi mình là cái cóc gì mà dám ngồi ngang hàng với bọn họ. Vinh Quảng Kiệt cũng đã nghe nói chuyện của Lý Dục Thần nhưng hắn ta là người giang hồ sách môn, không giống gia đình quyền quý, không có dính dáng lợi ích để phải quan tâm như nhà họ Vương,
cho nên không biết nhiều về sự tích của Lý Dục Thần ở miền Nam, chỉ nghe nói chuyện thắng cực nhà họ Bạch ở Bách Thảo Đường lần này. Hắn ta không cảm thấy Lý Dục Thần lợi hại, chẳng phải chỉ là một tên ở rể nhà giàu ở miền Nam nên mới có khối tài sản trăm tỷ thôi sao? Chỉ dựa vào chừng ấy mà muốn hô mưa gọi gió ở thủ đô thì còn thiếu nhiều lắm. Vinh Quảng Kiệt ít tuổi nên không biết gì về nhà họ Lý năm xưa, chỉ nghe. Nói nhà họ từng là gia đình số một nhưng hắn ta lại chẳng thèm để tâm, tại sao gia đình số một lại biến mất được? Chẳng lẽ là gặp phải lũ lụt hay động đất ư? Một gia tộc lớn mà nói biến mất là biến mất, ở trong mắt người trẻ tuổi thì chuyện này thực sự phi logic, đúng là nhảm nhí. Tứ gia nên cẩn thận một chút, không có chuyện gì mà bỗng dưng niềm nở thì chắc chắn là có vấn đề. Ông đã thấy cáo chúc Tết gà bao giờ chưa? Vinh Quảng Kiệt nói kháy. Vương Bách Thuận biết Vinh Quảng Kiệt không giành được cặp sư tử nên không vui, bèn cười to, định bụng đánh trống lảng khỏi chủ đề này. Nhưng Hầu Thất Quý lại nói, cậu Vinh là người sang quý, âng vàng lời ngọc, đâu thể mắng chửi người khác như vậy được. Cậu mắng tôi là cáo thì âu cũng đành chịu nhưng cậu không thể mắng tứ gia là gà được. Nghe ông ta nói vậy, Vương Bách Thuận lập tức sầm mặt lại. Vinh Quảng Kiệt không ngờ Hầu Thất Quý lại xấu miệng như vậy, chỉ muốn xé xác ông ta ngay tại chỗ. Tứ gia, ý tôi không phải vậy, Vinh Quảng Kiệt không muốn vô duyên cớ đắc tội Vương Bách Thuận. Vương Bách Thuận dần giật mí mắt, khoát tay nói, thôi được rồi, mọi người đều là bạn bè cũ, đùa giỡn một chút thôi mà, không cần phải nói nữa. Vinh Quảng Kiệt lườm Hầu Thất Quý cháy mắt. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót, một người phụ nữ khóc sướt mướt chạy sộc vào. Vừa vào phòng đã bụng mặt, nhào vào lòng Vinh Quảng Kiệt. Hức hức, Quảng Kiệt, em bị người ta đánh. Hức hức, anh phải báo thù cho y mồ hức hức. Đánh ư, ai to gan dám đánh em? Một người phụ nữ, anh xem này. Dương Ly Ly ngửa mặt lên, dấu bàn tay đỏ hồng trên mặt vẫn còn chưa tan hết. Cô ta không biết rằng, e là dấu tay này sẽ rất khó tan hết. Mặc dù Lâm Mộng Đình chỉ mới tu hành một thời gian ngắn nhưng lần trước, sau khi cô trúng độc, Lý Dục Thần đã khai thông kinh mạch, dịch cân tẩy tủy cho cô, ít nhất đã giúp cô rút ngắn được 10 năm trúc cơ so với người khác. Hơn nữa bên cạnh cô toàn là cao thủ, thứ mà cô tùy tiện học được đều là chiêu thức tuyệt diệu so với bên ngoài. Cái tát này là cô dùng công phu Chu Sa Trưởng học được từ ông chủ Vương. Mặc dù nếu so với ông chủ Vương thì cô vẫn còn thua xa vạn dặm, nhưng đã dư sức đối phó với người bình thường rồi. Cái tát mà mặt Dương Ly Ly phải chịu không nặng, tuy không gây ra vết thương chí mạng nhưng trong vòng 10 năm, dấu tay này sẽ không tan đi, dù có tới bệnh viện thẩm mỹ lột da cũng không ích gì, trừ phi lột luôn cả thịt và cơ trên mặt. Vinh Quảng Kiệt nhìn thấy dấu tay này, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, mẹ kiếp, người phụ nữ đó là ai? Dám đánh cô gái của tôi, chán sống rồi hay sao? Lúc này, ông chủ Dương cũng đi vào phòng, trông thấy Hầu Thất Quý ở đây, ông ta thoáng ngẩn người, sau đó chắp tay nói với Vinh Quảng Kiệt và Vương Bách Thuận. Cậu Vinh, tứ gia, người đánh Lily đang ở trong tiệm của ông chủ Hầu, cô ta nói mình là bạn của ông chủ Hầu. Vương Bách Thuận và Vinh Quảng Kiệt cùng ngẩn ra, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện là thế này, Lily ưng ý một chiếc vòng tay trong tiệm của ông chủ Hầu, hai hôm trước đã nhờ tôi hỏi ý ông chủ Hầu rồi. Hôm nay Lily đích thân tới tiệm để xem hàng thì bị người phụ nữ trong tiệm đánh. Nếu là trước đây mà xảy ra chuyện như vậy thì chắc chắn Vương Bách Thuận sẽ mặc kệ, vui vẻ hóng trò hay nhưng hiện tại, cặp ngọc bích sư tử linh lung cầu còn đang nằm ngay trước mặt ông ta không thể không che chở cho Hầu Thất Quý. Cậu Vinh, có phải là ông ta đánh đâu, tốt hơn hết là nên hỏi cho rõ ràng, tránh đánh nhầm người. Vinh Quảng Kiệt hừ lạnh một tiếng, được, tôi hỏi rõ đây, lão họ Hầu kia, người trong tiệm ông là ai? Hầu Thất Quý bò lồm cồm dậy, giơ ống tay áo lên lau máu ở khóe miệng, không hề tỏ ra sợ hãi, hơi khom lưng xuống nói, chuyện này xảy ra trong tiệm của tôi, vậy thì đó là trách nhiệm của tôi. Tôi xin lỗi cô Dương và cậu. Vinh, cậu Vinh muốn trách phạt thế nào tôi cũng xin chịu. Hầu Thất Quý nói vậy là Vương Bách Thuận hiểu ngay, chắc chắn người phụ nữ đó là mợ Lý rồi. Chuyện này khá khó xử. Ông ta muốn cứu Hầu Thất Quý nhưng xem ý Hầu Thất Quý thì ông ta muốn gánh vác hết trách nhiệm. Người này chẳng những thông minh mà còn táo bạo, khéo ăn nói, trung thành, dù biết phen này sẽ chết cũng vẫn đứng ra gánh vác, không để mợ Lý bị thương. Nếu vậy thì Vương Bách Thuận cũng không tiện ngăn cản, chẳng qua ông ta lại thêm một lần nữa cảm thấy tiếc nuối,
tại sao ông ta không phát hiện ra một nhân tài như Hầu Thất Quý sớm hơn chứ? Vinh Quảng Kiệt cười khẩy nói, ô, trượng nghĩa thế cơ đấy. Ông muốn làm anh hùng chứ gì, vậy tôi sẽ giúp ông. Để tôi đánh gãy xương ông xem ông có còn muốn làm anh hùng nữa hay không. Nói xong, hắn ta đạp một cước vào bụng Hầu Thất Quý làm ông ta ngã lăn ra đất. Vinh Quảng Kiệt là đệ tử tông sư, mặc dù nhập môn muộn nhưng trong người cũng có công phu. Nếu không phải Cố Kỳ tới đống đồ sứ cổ xếp đầy trong phòng nên không dám mạnh chân thì cú đá vừa rồi của hắn ta đã đạp chết Hầu Thất Quý rồi. Hắn ta bước tới, giẫm lên tay Hầu Thất Quý, nghiến chân thật mạnh, chỉ nghe rắc rắc một hồi, xương bàn tay và cổ tay của Hầu Thất Quý lập tức vỡ nát. Ái Hầu Thất Quý kêu đau xé ruột xé gan. Vương Bách Thuận thấy vậy cau chặt mày, ngay cả ông chủ Dương cũng bất giác hít sâu một hơi. Chỉ có Dương Ly Ly là vẫn đứng sau lưng cổ vũ, hô to, đánh đi. Đánh chết ông ta đi. Vinh Quảng Kiệt nhìn Hầu Thất Quý, cười gần một tiếng, coi như ông thức thời, nhớ đấy, ông là con chó, vĩnh viễn là con chó, về sau gặp bọn tôi thì phải sủa tiếng chó, nếu không gặp lần nào tôi đánh lần đó. Dương Ly Ly nói, Quảng Kiệt, còn người phụ nữ kia nữa, không dạy cho cô ta một bài học thì em không hả giận nổi. Vinh Quảng Kiệt nói, yên tâm, giờ chúng ta đi qua đó dạy cho cô ta một bài học. Hầu Thất Quý nói, cậu Vinh, không phải cậu đã nói là nếu tôi bắt trước tiếng chó sủa thì sẽ bỏ qua chuyện này hay sao? Ồ, tôi chỉ nói là tha cho ông thôi, đâu có nói là cho qua chuyện này. Tôi cũng sẽ đánh cho người đàn bà đó phải sủa tiếng chó mới thôi, Vinh Quảng Kiệt nói. Hầu Thất Quý cả giận nói, cô ấy chỉ là một khách hàng, chuyện xảy ra trong tiệm của tôi chịu trách nhiệm thay cho cô ấy. Cậu đã đánh tôi rồi, mắng tôi rồi, làm nhục tôi rồi. Còn muốn thế nào nữa? Đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Ô, có vẻ như ông không phục thì phải, Vinh Quảng Kiệt cười khẩy, thế thì ông làm được gì nào? Ông có muốn tôi đánh chết ông luôn bây giờ không? Vương Bách Thuận biết mình không thể im lặng, nếu ông ta không nói gì thì rất có khả năng Vinh Quảng Kiệt sẽ đánh chết Hầu Thất Quý. Cậu Vinh, ông chủ Hầu đã gáy tay rồi, cậu cũng nên nguôi giận rồi đó. Nể mặt tôi, chuyện này tới đây thôi. Vinh Quảng Kiệt nhíu mày, có vẻ hơi do dự. Dương Ly Ly nói, không được, Quảng Kiệt, anh nhất định dạy cho cô gái kia một bài học, anh không cào rách mặt nó ra thì em chết cho anh xem. Vinh Quảng Kiệt xòe tay, tứ gia, ông thấy rồi đó, người đẹp không đồng ý, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Tôi nể mặt tứ gia tha mạng cho Hầu Thất Quý, nếu tứ gia có thời gian rảnh thì dẫn ông ta tới bệnh viện chữa trị đi, có khi vẫn còn kịp. Cứu chữa đấy, nếu không lỡ bị tàn tật. Thiếu mất một chân thì sau này có bắt trước chó cũng không còn giống nữa. Vinh Quảng Kiệt gọi thêm mấy người, dẫn theo Dương Ly Ly, hùng hổ bỏ đi. Hầu Thất Quý lập tức định đi theo. Vương Bách Thuận ngăn ông ta lại, ông chủ Hầu, ông đã như vậy rồi thì đừng xen vào chuyện này nữa, để tôi gọi xe chở ông tới bệnh viện. Hầu Thất Quý vội vàng lắc đầu nói, tứ gia, không được đâu, trong tiệm tôi có khách quý, dù có liều cái mạng già này. Tôi cũng không thể để bọn họ đánh khách quý bị thương được. Vương Bách Thuận liếc nhìn tay của ông ta, nếu ông không tới bệnh viện thì tay ông sẽ hỏng thật đấy. Hỏng thì hỏng, dù sao cũng đã làm chó rồi, còn tiếc gì một cái tay, Hầu Thất Quý nói đầy kiên quyết. Lâm Mộng Đình không hề luống cuống, ngồi trong cửa hàng ung dung uống trà. Dương Ly Ly chỉ vào Lâm Mộng Đình nói, chính là cô ta. Vinh Quảng Kiệt đánh giá từ trên xuống dưới Lâm Mộng Đình vài lần. Thấy người xinh đẹp như vậy, khá bất ngờ. Là cô đánh bạn gái của tôi, Vinh Quảng Kiệt hỏi. Lâm Mộng Đình bưng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, lạnh nhạt đáp lại, cô ta thật sự không lễ phép, nên đánh. Thái độ của Vinh Quảng Kiệt đối với cô rất căm tức, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp và khí chất xuất chúng của cô, vài phần háo sắc ép lại cảm xúc thô bạo trong lòng. Hắn ta đi qua, ngồi xuống đối diện Lâm Mộng Đình, nở nụ cười phóng đãng. Người đẹp, người nơi nào vậy? Đây là lần đầu tiên đến thủ đô đi, có biết tôi là ai không? Lâm Mộng Đình không mặn không nhạt đáp, không biết, cũng không muốn biết. Vinh Quảng Kiệt cười ha ha, tôi tên là Vinh Quảng Kiệt, cô đã đến Phan Gia Viên chơi, đừng nên không biết tên của tôi. Ở địa bàn này, tôi giữ quyền quyết định, đồ vật tôi nhìn chúng, không có cái nào không vào được tay tôi. Cái hắn ta gọi là đồ vật nhìn chúng. Ngoại trừ đồ chơi đồ cổ tại Phan Gia Viên ra, đương nhiên cũng còn có người của Phan Gia Viên. Câu ám chỉ này đã rất rõ ràng.
Lâm Mộng Đình mỉm cười, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay tôi nghe người đến nói như vậy. Vinh Quảng Kiệt biến sắc, hừ, còn có ai? Lâm Mộng Đình quay đầu, ánh mắt xuyên qua đầu vai Vinh Quảng Kiệt, nhìn về phía Vương Bách Thuận cùng tiến vào với Hầu Thất Quý. Vương Bách Thuận vừa vặn nghe thấy lời này, cau mày. Dương Ly Ly không kiên nhẫn nói, Quảng Kiệt, anh rông dài cái gì với cô ta? Cô ta đánh em, anh mau giúp em trả thù đi. Cào rách mặt cô tai. Lúc này Vinh Quảng Kiệt đã nảy ra ý nghĩ thu người đẹp có bề ngoài và khí chất bỏ xa Dương Ly Ly gấp 10 này vào trong túi, nào còn sẽ quan tâm đến gì mà báo thù. Người đẹp, tối nay tôi rất hân hạnh được mời cô một bữa cơm, Vinh Quảng Kiệt cười híp mắt nói, ở Phan Gia Viên, cô xem trọng cái gì, tùy thiện cầm, tôi bỏ tiền. Dương Ly Ly nghe xong vô cùng giận dữ, căm tức nói, Quảng Kiệt, anh đến giúp em báo thù, hay đến quyến rũ con điếm này. Vinh Quảng Kiệt, Dương Ly Ly gọi to, muốn xông đi lên, tư thế như muốn liều mạng với Vinh Quảng Kiệt. Ông chủ Dương vội vàng kéo cô ta lại, ra sức nháy mắt. Ông chủ Dương vô cùng chán nản, ông ta ngàn tính vạn tính, lại quên mất tên Vinh Quảng Kiệt này là một tên háo sắc. Hồi trước nhìn chúng Dương Ly Ly chẳng phải bởi vì khuôn mặt Dương Ly Ly xinh đẹp, trước sau có điện nước sao. Nếu Vinh Quảng Kiệt đổi tính, cứ thế từ bỏ Dương Ly Ly. Vậy thì tính toán của ông chủ Dương xem như uổng phí. Không những không đáp được quan hệ với Tần gia, làm không tốt còn đắc tội với Vinh Quảng Kiệt, ông ta thật sự sống không nổi nữa tại Phan Gia Viên. Lâm Mộng Đình khế cười một tiếng, Vinh thiếu gia, một bạt tai đã muốn để tôi hài lòng. Vinh Quảng Kiệt sững sờ, híp mắt nói, vậy cô muốn thế nào? Rạch mặt cô ta, hay là đánh gãy tay cô ta? Quảng Kiệt! Anh đang nói gì vậy, Dương Ly Ly cuối cùng không nhịn nổi mà chất vấn, em là bạn gái của anh mài. Anh luôn miệng nói sẽ yêu em cả đời, bất luận em muốn cái gì anh cũng sẽ cho em. Sao anh có thể làm như vậy chứ? Vừa mới gặp mặt con đàn bà này, anh đã muốn vì cô ta mà bỏ em sao? Lời anh nói ra đều là nói láo hả? Anh là thằng trai tồi. Ông chủ Dương gắng sức kéo lại cô ta, muốn ngăn cản cô ta nói lung tung, nhưng Dương Ly Ly đang trong cơn phẫn nộ. Đâu thèm để ý nhiều như vậy. Vinh Quảng Kiệt đứng lên, quay người đối mặt với cô ta, tát thêm hai bàn tay nữa. Hai cái tát này còn nặng hơn cái vừa rồi. Hồi nãy hắn ta chưa dùng sức, dù sao cũng chỉ làm cho Lâm Mộng Đình xem. Nhưng bây giờ, hắn ta thật sự nổi giận. Dương Ly Ly dám nói hắn ta là trai tồi ngay trước mặt nhiều người như vậy, sao hắn ta có thể nhẫn nhịn. Mặt Dương Ly Ly lập tức sưng phồng lên, răng cũng rớt mất hai cái. Khuôn mặt xinh đẹp biến thành đầu heo chảy máu. Vinh Quảng Kiệt còn chưa hết giận, hắn ta tiến lên, bóp cổ cô ta, ép cô ta đến góc tường. Sau đó hắn ta nhấc lên, khiến cả hai chân cô ta đều cách mặt đất, mũi chân khẽ chạm đất. Đàn bà Vinh Quảng Kiệt tôi chơi qua không có 1.000 cũng đến 800, cô tính là cái thá gì, thật sự cho rằng tôi yêu thích cô. Lại nói lung tung, tôi sẽ cắt lưỡi cô. Dương Ly Ly bị xiết đến ngạt thở, tay yếu ớt cào loạn. Đến tận khi cô ta bắt đầu trợn trắng mắt, Vinh Quảng Kiệt mới thả lỏng tay ra. Dương Ly Ly trượt xuống dọc theo tường, ngồi dưới đất ho khan, khóc hu hu. Ông chủ Dương dọa đến sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không dám qua đỡ. Ngoài cửa hàng đã vây quanh một đám người hóng chuyện, phần lớn là chủ cửa tiệm bên canh và chủ sạp hàng, cũng có khách hàng. Lâm Mộng Đình vừa nói ra câu này, tất cả mọi người giật nảy mình. Nơi này người có ai là không biết Tần gia. Tần gia không chỉ là một cái tên và danh xưng, càng là một loại kinh sợ. Mắt thần tay quỷ, bậc thầy giám định, trong đám người nơi này, bất kể là con buôn đồ cố, hay thợ thủ công, người siêu tầm, hoặc là trộm mộ cướp mộ, cao thủ làm hàng giả, ai dám không phục Tần gia. Đừng nói là nghề này, mà trong toàn bộ giang hồ, Tần gia cũng có uy danh hiến hách. Cũng bởi vì có Tần gia ở đây, mấy năm nay nghề chơi đồ cố mới yên bình, không có tranh chấp gì lớn. Người phụ nữ này có lai lịch gì, dám nói Tần gia là cầm thú. Đừng nói đến những người không rõ vì sao ở bên ngoài, ngay cả Vương Tứ Gia và Hầu Thất Quý cũng giật nảy mình. Vốn Vương Bách Thuận còn chuẩn bị đứng ra nói mấy câu, lợi dụng thân phận của mình hòa giải hai bên, nhưng Lâm Mộng Đình vừa nói ra lời này, ông ta liền biết, chuyện ngày hôm nay không hòa giải được. Nếu đến nước này rồi mà Vinh Quảng Kiệt còn bỏ qua cho Lâm Mộng Đình, chuyện này truyền rộng, chưa nói đến việc Tần gia có thể trách Vinh Quảng Kiệt hay không, nhưng trong các đệ tử Tần môn, Vinh Quảng Kiệt nhất định sẽ mất hết hy vọng,
chịu chỉ trích. Vương Bách Thuận không khỏi lắc đầu, không rõ vì sao bà Lý này lại phải nói như vậy. Ông ta thấy bà Lý mượn tay Vinh Quảng Kiệt trả thù Dương Lị Lị, thoạt nhìn hành động vừa thông minh vừa hả giận, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Biết rõ Vinh Quảng Kiệt hướng về phía cô, nên mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân, tránh bị cuốn lấy sẽ tốt hơn. Vinh Quảng Kiệt háo sắc thật, nhưng không hề ngu xuẩn, ngược lại là người rất thông minh, bằng không cũng sẽ không được Tân gia coi trọng. Chút tính toán nhỏ này của bà Lý, sao hắn ta có thể không nhìn ra? Hắn ta chỉ là vô cùng tự phụ, cho rằng cô trốn không thoát lòng bàn tay của hắn ta, mới có tâm tình chơi đùa như vậy. Hiện tại cô lại đi nhục mạ Tân gia, Vinh Quảng Kiệt không có khả năng sẽ bỏ qua cho cô. Trong lòng Vương Bách Thuận cảm thán, trí thông minh của phụ nữ quả nhiên trái ngược với nhan sắc của họ. Ông ta buông tay với Hầu Thất Quý, tỏ ý lần này ông ta không giúp được gì. Hầu Thất Quý vô cùng sốt ruột, còn muốn cầu xin, tứ gia. Vương Bách Thuận khoát tay áo, ngăn cản ông ta nói tiếp, nhìn xem đã rồi nói. Thật ra Lâm Mộng Đình hoàn toàn hiểu được những đạo lý mà Vương Bách Thuận nghĩ đến. Nhưng cô lại có ý tưởng khác. Trước khi Vinh Quảng Kiệt xuất hiện, cô vẫn chưa quyết định được bước kế tiếp nên làm thế nào, đặc biệt là mối quan hệ với Tần gia. Cô không tính toán cho bản thân, mà cho Lý Dục Thần, cho tương lai phát triển ở thủ đô của nhà họ Lý. Bình thường mà nói, với một nhân vật như Tần gia, có thể xây dựng quan hệ thì xây dựng, không thế làm bạn được thì tốt nhất đừng trở thành kẻ địch. Giống như Hầu Thất Quý nói về quan hệ với nhà họ Vương. Cho nên cô đồng ý Hầu Thất Quý đi gặp Vương Tứ gia, cũng ở đây chờ Dương Lị Lị mời đến Vinh Quảng Kiệt. Nhưng sau khi thấy Vinh Quảng Kiệt xuất hiện, Lâm Mộng Đình liền biết, không có khả năng trở thành bạn với loại người này. Đắc tội Vinh Quảng Kiệt, tất nhiên sẽ đắc tội Tần Thụ Nghĩa. Như vậy Tần Thụ Nghĩa và Sách Môn kia, chắc chắn sẽ trở thành lực cản trên con đường phát triển của Lý Dục Thần. Nếu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ địch, vậy không bằng làm rõ từ sớm. Nhà họ Lý trở về, quả thực cần có rất nhiều bè bạn, nhưng cũng cần vô số bàn đạp lót đường. Vậy thì để vị tông sư Sách Môn tiếng tăm lừng lẫy này trở thành tấm lót đường tiếp theo trên đường phục hưng của nhà họ Lý, cũng làm cho Lý Dục Thần một lần nữa mạnh mẽ phát ra khẩu hiệu nhà họ Lý trở về sau Bách Thảo Đường đi. Lâm Mộng Đình tin tưởng, nếu Lý Dục Thần ở đây, anh sẽ làm ra quyết định này nhanh hơn cô. Vinh Quảng Kiệt nghe thấy Lâm Mộng Đình nói Tần gia là cầm thú thì giận tím mặt, đánh ra một chưởng, đập nát mấy cái bàn làm từ gỗ thật dày nặng trước mặt. Uy lực của một chưởng này đủ để làm kinh sợ phần lớn người tại chỗ. Vương Tứ gia không nhịn được nhíu mày, trong lòng tự nhủ trước kia ông ta vẫn coi thường họ Vinh. Ông ta nhỏ giọng hỏi một người trung niên bên người, trình độ thế nào? So với ông thì thế nào? Người này là vệ sĩ của Vương Bách Thuận, đáp, khó mà nói. Tứ gia nói, gọi người đi, gọi người của chúng ta ở xung quanh đây tới. Cái bàn vỡ thành bột mịn, người vây xem nhìn mà trong lòng run sợ, ngược lại là Lâm Mộng Đình ngồi ở chỗ đó vẫn bình tĩnh, tao nhã. Vinh thiếu gia, anh làm hỏng đồ vật thì phải đền. Vinh Quảng Kiệt vừa tức vừa giận, cười như điên đáp, ha ha ha, đền. Dù tôi có đập nát cả cái cửa hàng này, cô xem ông ta có dám làm tôi đền hay không. Con đàn bà thối tha, cũng không hỏi thăm xem bố nuôi tôi là ai, dám nhục mạ ông ấy, cô quả là không muốn sống nữa. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, buổi tối hôm nay đi theo tòi, ngày mai tôi dần cô đến dập đầu xin lỗi bổ nuôi tôi, ông ấy là người lớn có lòng bao dung lớn, hẳn là sẽ không trách cô. Lâm Vân nhìn Vinh Quảng Kiệt và mấy tên đàn ông vạm vỡ hắn ta mang tới, nói, ấy chà, sớm biết thì em nên đi dạo thêm lát nữa, mấy cọng hành này cọng nào lại gần người của chị thế. Lâm Vân đứng đó díu ra díu dít, nghiêm cấn sau lưng cậu ta chỉ gọi một tiếng chị họ liền không nói gì nữa. Lâm Mộng Đình gật gật đầu với nghiêm cấn, nói với Lâm Vân, vậy em lại đi dạo đi. Lâm Vân cười hì hì, khó mà làm được, nhớ chị trở về thối gió vào tai anh rể nói chúng em ham chơi, chúng em chết chắc luôn. Được rồi, mấy cọng hành này giao cho bọn em đi. Các em định làm thế nào? Lâm Mộng Đình cười hỏi. Nhớ chứ sao? Lâm Vân hời hợt đáp. Mọi người tò mò nhìn hai thiếu niên không coi ai ra gì đứng nói chuyện phiếm. Vinh Quảng Kiệt như thế chịu sỉ nhục, tức anh ách nói, thằng quỷ nhỏ từ đáo tới, cút ra ngoài cho tao. Người hắn ta dẫn tới xông lên, chuẩn bị bắt lấy Lâm Vân và nghiêm cấn. Nhưng tất cả mọi người đều giật mình, toàn.
Bộ đám đàn ông vạm vỡ này đều ngã lăn quay ra đất, dầm gì, không bò dậy nổi, thoạt nhìn bị dây thương rất nặng. Không ai nhìn rõ bọn họ ngã xuống đất như thế nào. Mà Lâm Vân quay mặt về phía Vinh Quảng Kiệt, lạnh giọng nói, anh gọi tôi là thằng quỷ nhỏ. Vinh Quảng Kiệt không biết hai thằng quỷ thoạt nhìn vẫn chỉ là học sinh trung học xuất hiện từ chỗ nào, lại dám đến phá hỏng chuyện tốt của hắn ta. Nhìn mấy tên tay chân ngã dưới đất, Vinh Quảng Kiệt nhíu nhíu mày. Lâm Vân đương nhiên không biết bà chị mình đang suy nghĩ gì, cậu ta tự nhận là họ còn rất giống, trên khuôn mặt lạnh lùng mang chút sát khí, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Vinh Quảng Kiệt. Đúng thì thế nào? Trong mắt Vinh Quảng Kiệt, Lâm Vân chỉ là một thằng nhóc con, biết chút điểm huyệt, tay chân rất nhanh, nhưng với tuổi tác này, công phu có thế có bao nhiêu? Chẳng qua hắn ta kiêng kỵ sư môn của cậu ta, ngộ nhỡ là một vài thế gia võ lâm, ví dụ như nhà họ Cố Tân Môn, nhà họ Châu Kim Lăng sẽ khá phiền phức. Về phần thủ đô, ngược lại hắn ta không lo lắng, bởi vì hắn ta nhận biết hầu hết tất cả đệ tử dưới môn hạ tông sư thủ đô. Thằng kia, không biết tao là ai à? Bố nuôi tao là Tần gia. Tần em gái anh. Lâm Vân mắng một câu, chợt thấy như vậy không quá phù hợp với khí phách của cao thủ, nếu là anh rể, nhất định sẽ không nói nhảm như thế. Cho nên cậu ta mới nói ba chữ đã ra tay. Thân thể hơi trùng xuống, phóng ra bộ võ, cùng lúc đó, một tay từ trên cao ấn xuống phía Vinh Quảng Kiệt. Vinh Quảng Kiệt không nghĩ tới Lâm Vân lại đột nhiên ra tay, có điều hắn ta không bối rối, nhẹ nhàng nghiêng người, định tránh đi một chưởng này. Vốn dĩ cho rằng có thể nhẹ nhõm né được, sau đó phản kích. Nhưng sau khi nghiêng người, hắn ta chợt phát hiện Lâm Vân vẫn còn ở chính diện mình, hoàn toàn không tránh được. Trong lòng Vinh Quảng Kiệt giật mình, vội vàng lui lại, nhưng bất luận hắn ta lùi bước như thế nào, Lâm Vân vẫn theo sát đầy quỷ quái như bóng với hình, luôn luôn ở trước mặt hắn ta. Hắn ta dùng toàn thân vẫn không thể né tránh một chưởng này của Lâm Vân. Vinh Quảng Kiệt mới biết mình gặp phải cao thủ, thằng nhóc con này tuyệt đối không biết mỗi điểm huyệt. Hắn ta chỉ có thể gắng sức, vận chuyển chân khí tràn ngập hai sườn, bảo vệ tim. Phối, chuẩn bị cứng rắn đối chọi một chưởng này. Chỉ cần gánh được, hắn ta sẽ có cơ hội phản kích. Lúc này hắn ta không còn dám khinh địch, chỉ cần có cơ hội phản kích, chắc chắn sẽ đưa đối thủ vào chỗ chết. Trong mắt Vinh Quảng Kiệt lóe lên vẻ hung ác. Nhưng tính toán của hắn ta thất bại, bởi vì một chưởng này của Lâm Vân hoàn toàn không có lực. Vừa chạm đến xương sườn của hắn ta, cậu ta đối chưởng thành ngón tay, đâm vào xương sườn. Đây là công phu ngón tay sắt cậu ta học được từ chỗ Võ Đức Hố, chuyên phá khí công cứng rắn. Chân khí của Vinh Quảng Kiệt bị phá, xương sườn đau xót, chiêu thức phản kích vừa mới chuẩn bị xong cũng không lập tức dùng được. Lâm Vân đã nâng tay phải lên, chát một tiếng, tát cho hắn ta một bạt tai nặng nề. Dạy dỗ cho anh một chút, sau này đừng có trông thấy người trẻ tuổi liền gọi thằng quỷ nhỏ, từng nghe đến câu chớ khinh thiếu niên nghèo chưa? Không đợi Vinh Quảng Kiệt lấy lại sức, cậu ta lại cho hắn ta một cái tát. Một tát này tôi tát thay cho em họ tôi, tiếng. Thằng quỷ nhỏ vừa rồi của anh nhất định cũng gọi cậu ta đúng không? Lần này Lâm Vân không dùng ngón tay sắt, mà dùng lan hoa phất huyệt thủ chị Mai dậy. Vinh Quảng Kiệt chợt cảm thấy trước ngực run lên, toàn thân tê dại. Lâm Vân tiếp tục tát chát 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 vào mặt hắn ta, liên tiếp không ngừng, đánh cho Vinh Quảng Kiệt hoàn toàn hồ đồ. Đấy là tôi tát thay cho chị tôi. Muốn ngủ chị tôi, anh không hỏi thăm xem anh rể tôi là ai. Ngoại trừ anh rể của tôi ra, ai dám ngủ chị tôi? Bố hoàng đế cũng thiến hết. Khuôn mặt Lâm Mộng Đình ửng hồng, nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, hắng giọng, Tiểu Vân, em nói nhăng nói cuội gì đấy? Lâm Vân quay đầu cười nói, chị, em nói lời nói thật mà. Lâm Mộng Đình biết cậu ta tinh nghịch, sợ cậu ta càng nói càng kỳ cục, cô nghiêm mặt nói, thế là được rồi, trẻ con, lệ khí đừng nặng như vậy. Lâm Vân bất mãn, thế mà cũng nặng ạ. Nếu là anh rể của em ở đây, tên này sớm đã không còn tí cặn nào. Nói bậy, anh rể em có ngang ngược như vậy sao? Bình thường anh rể em là người tốt, đối xử với anh cũng nhã nhặn ôn tồn. Nhưng ai mà dám có tâm tư động đến chị xem anh ấy có cho quả sét đánh thành cho không? Lâm Vân níu lấy cổ áo Vinh Quảng Kiệt, chị, tên này xử lý thế nào? Lâm Mộng Đình khẽ nhíu mày, nhìn đám người vây xem. Tự hỏi nên xử lý Vinh Quảng Kiệt thế nào mới có lợi nhất với Lý Dục Thần. Bỗng nhiên trông thấy Hầu Thất Quý đứng trước đám người,
một cánh tay rủ xuống rất không tự nhiên. Cô giật mình, đứng dậy, đi đến trước mặt Hầu Thất Quý, cầm tay ông ta giơ lên. Hầu Thất Quý đau đến kêu lên. Lâm Mộng Đình nhìn cánh tay đã biến hình kia, lại nhìn thoáng qua Vương Bách Thuận bên cạnh, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hầu Thất Quý sợ cô hiểu lầm Vương Bách Thuận, vội vàng nói, là Vinh Quảng Kiệt đạp, may mà có Tứ gia ở, không thì. Tôi biết rồi, Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng buông tay Hầu Thất Quý xuống, điểm nhẹ mấy chỗ trên cánh tay ông ta, làm dịu đau đớn, ông kiên trì một chút, quay về tôi bảo dục thần chữ. Cho ông, không có việc gì. Lại gật đầu ra hiệu với Vương Bách Thuận, cảm ơn Tứ gia ra tay giúp đỡ một. Vương Bách Thuận chắp tay đáp lại, bà Lý khách sáo quá. Thực ra lúc trước tôi quá bất kính với phu nhân, còn xin phu nhân rộng lòng tha thứ. Lâm Mộng Đình gật gật đầu, không nói gì nhiều, quay đầu nhìn về phía Vinh Quảng Kiệt, ánh mắt cỏ lạnh đi, nói với Lâm Vân, Tiểu Vân, ổng chủ hầu là bạn của anh rể em. Tất nhiên Lâm Vân cũng nhìn thấy tay của Hầu Thất Quý, nghe thấy lời Hầu Thất Quý. Cậu ta nghe Lâm Mộng Đình nói như vậy, liền đáp, dạ biết, chị. Dứt lời, năm ngón tay hóa thành chảo, bóp lấy hai vai Vinh Quảng Kiệt, răng rắc một tiếng, bả vai Vinh Quảng Kiệt nát xương. Tay Lâm Vân không thả ra, mà trượt từ đầu vai hắn ta, dọc theo cánh tay đi xuống, vừa trượt vừa bóp. Tiếng răng rắc liên tục phát ra, mãi cho đến bàn tay Vinh Quảng Kiệt. Cậu ta dùng ưng chảo kình học từ chỗ Võ Đức Hố, nhưng cộng thêm chiêu chia gân nghiền xương. Cậu ta quen thuộc với chiêu này nhất, bởi vì toàn thân cậu ta đều từng bị chia gân nghiền xương một lần, nếu không có bản lĩnh tiên gia của Lý Dục Thần, cậu ta đã sớm chết. Tiếng kêu thảm thiết của Vinh Quảng Kiệt quanh quấn trong cửa hàng, người vây xem nghe thấy đều kinh hoàng run rẩy. Khóe mắt Vương Bách Thuận run run, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, may mà hôm nay ông ta thông minh, thu sư tử thanh ngọc của Hầu Thất Quý. Vệ sĩ của ông ta sớm đã trở về. Đứng yên ngay bên cạnh ông ta. Những người nhà họ Vương tại Phan Gia Viên cũng bị gọi đến, đang đứng lẫn trong đám người hóng chuyện bên ngoài. Vương Bách Thuận tập hợp những người này lại, vốn định tăng cường thanh thế, phòng ngừa tính tình hung bạo của Vinh Quảng Kiệt bùng nổ, ngay cả ông ta cũng không cho mặt mũi. Nhưng ông ta phát hiện ông ta nghĩ quá nhiều rồi. Hiện tại ông ta phải tính toán xem có nên giúp ngược lại Vinh Quảng Kiệt không, dù sao cũng là con nuôi được Tần gia cương triều nhất. Ông ta hỏi vệ sĩ bên cạnh, có nhìn ra được lai lịch của thằng nhóc này không? Vệ sĩ cau mày đáp, công phu rất tạp, có điều con đường rất chính thống. Bước chân khá kỳ quái, thoạt nhìn như là truyền thừa cổ võ, tôi cũng không đoán ra lai lịch. Cậu so với cậu ta thì sao? Đánh không lại. Vương Bách Thuận nghe thấy vệ sĩ trả lời dứt khoát như vậy thì không hỏi nhiều. Ngầm nghĩ kỹ lại cũng đúng, Vinh Quảng Kiệt không hề có sức lực đánh trả. Vệ sĩ và Vinh Quảng Kiệt chỉ đánh ngang tay, có thể đánh thắng được chắc. Không ngờ một thiếu niên lại lợi hại như vậy, khó trách bà Lý bình tĩnh như thế, không sợ Tứ gia, cũng không sợ Vinh Quảng Kiệt. Nhưng Vương Bách Thuận vẫn cảm thấy bà Lý này có hơi khinh người quá đáng. Sau lưng Vinh Quảng Kiệt chính là Sách Môn, không nói đến Tần gia, chỉ riêng bao nhiêu sư huynh đệ kia, bằng một thằng nhóc này có thể đánh thì lại làm sao? Lâm Mộng Đình chán ghét nhìn thoáng qua Vinh Quảng Kiệt. Sau đó khẽ gật đầu với người xung quanh, xin lỗi, làm chậm trễ việc làm ăn của mọi người. Tôi họ Lâm, chồng tôi họ Lý, mọi người có thể gọi tôi là bà Lý, Lý trong Mộc Tử Lý. 20 năm trước, thủ đô có một nhà họ Lý, người lớn tuổi có lẽ sẽ biết. Chồng tôi, Lý Dục Thần chính là đời sau của nhà họ Lý. Nhà họ Lý đã rời khỏi thủ đô 20 năm, bây giờ lại quay về. Sau này xin mọi người hãy chăm sóc nhiều hơn. Đám người vây xem bộc phát ra tiếng xì xào bàn tán. Rất nhiều người lớn tuổi kinh ngạc cảm thán, mà trẻ tuổi thì hỏi thăm nhà họ Lý 20 năm trước là ai. Vương Bách Thuận khẽ gật đầu, rất thích lời nói khéo này của Lâm Mộng Đình. Cô không phải nói xin lỗi, bởi ở đây chỉ có mình ông chủ hầu là chịu tổn thất, đối với những người khác, cô không việc gì phải xin lỗi. Cô chỉ đang mượn cớ này tuyên bố, nhà họ Lý quay trở lại. Tại Bách Thảo Đường. Bọn họ dựa vào việc đánh cược thắng nhà họ Bạch đã rộng rãi tuyên bố một lần. Tại Phan Gia Viên, cô lại tuyên bố thêm lần nữa. Lần này là dẫm lên Vinh Quảng Kiệt, thập. Chí là mặt mũi của Tân gia làm bậc thang. Lợi hại, Vương Bách Thuận cảm khái. Ông chủ Dương trong góc sợ ngây người, ngay cả Dương Lị Lị cũng ngừng thút thít, kinh ngạc nhìn bà Lý xinh đẹp tao nhã này.
Dương Lỵ Lỵ không biết nhà họ Lý, nhưng ông chủ Dương biết. Đây chính là thế gia đệ nhất thủ đô năm đó. Ông chủ Dương thật sự muốn ụp mặt xuống chậu phân, đắc tội ai không đắc tội, lại cố tình đắc tội nhân vật lớn như vậy. Ông ta lần nữa ước ao ghen tị nhìn thoáng qua Hầu Thất Quý, tên này thật đúng là gặp may. Vinh Quảng Kiệt đau đến muốn chết, kêu rên hồi lâu mới lấy lại chút sức lực. Hắn ta hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Mộng Đình, cắn răng nghiến lợi nói. Chúng mày có giỏi thì chờ đấy, dám ra tay với tao, bổ nuôi tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Nếu Tần gia thật sự tới, chỉ bằng đứa nhóc kia, sao có thế đánh được, sao có thế là đối thủ của tông sư? Có lẽ là thấy nhiều người, sợ mất mặt đi. Vương Bách Thuận cảm thấy như vậy, nên định tạo bậc thang bước xuống dùm Lâm Mộng Đình, để cô xuống, rồi mau chóng rời đi. Người đã đánh, thế cũng tạo, đã đạt được. Mục đích, lúc này rời đi là sáng suốt nhất. Mà làm như vậy, nhìn từ góc độ nào đó, ông ta cũng xem như cứu được Vinh Quảng Kiệt. Đến chỗ Tần gia cũng có lời giải thích. Vương Bách Thuận mưu đồ mổn không đắc tội bên nào, cũng lấy lòng cả hai bên, ôm quyền bước ra, bà Lý nói hay lắm, mọi người ở đây đều là người chứng kiến, tự nhiên là hòa thuận thì phát tài quan trọng nhất. Tôi đại diện cho nhà họ Vương hoan nghênh nhà họ Lý trở về. Nếu bà Lý không chê, mời di chuyển đến chỗ tôi uống chén trà. Lâm Mộng Đình đương nhiên hiểu được ý của Vương Bách Thuận, ông ta là người thông minh, nhà họ Vương quả không đơn giản. Một chủ nhân ham chơi mà cũng có được phong thái và ánh mắt như vậy. Cùng là chủ nhân ham chơi, Vương tứ gia này mạnh hơn Bạch ngũ gia nhà họ Bạch kia nhiều. Mà cô cũng không sợ Tân gia đến. Bởi vì vừa rồi cò đã gửi tin nhắn cho Lý Dục Thần, đơn giản kể lại chuyện ở đây. Chủ yếu là vết thương của ông chủ Hầu, cần Lý Dục Thần chữa trị. Đương nhiên, cô biết Lý Dục Thần đến nhà họ Na, chuyện ở đó quan trọng hơn ở đây, cho nên cô không hề thúc giục anh. Nhưng Lý Dục Thần trả lời, nói đã đang trên đường tới. Cho nên Lâm Mộng Đình quả thực không có sợ hãi. Cô biết tốc độ của Lý Dục Thần, lúc trả lời xong tin nhắn, nói không chừng anh đã đến. Có điều, Vương Bách Thuận nói như vậy khiến cô không tiện chối từ, dù sao Vương Bách Thuận vẫn đại diện cho nhà họ Vương, hơn nữa thái độ còn rất thành khẩn. Vừa thấy mặt người này, Vương Bách Thuận liền biết chuyện này phiền rồi đây. Người này tên là Phan Vân Long. Là đại đệ tử của Tân Thụ Nghĩa, đồng thời được xưng là đại sư huynh của sách môn. Phan Vân Long rất nổi danh trong giới, Tần gia lui ra khỏi tâm mắt của mọi người, mọi việc trong Tân Môn đều do Phan Vân Long xử lý. Như Vinh Quảng Kiệt, tuy là con nuôi của Tần gia, được Tân gia yêu thương, nhưng thực lực và mức độ nổi tiếng lại kém xa Phan Vân Long. Bàn về thế lực ở Phan Gia Viên và Xưởng Lưu Ly, hắn ta mới là nhân vật hô phong hoán vũ chân chính. Hơn nữa, nghe nói công phu của hắn ta được chân truyền từ Tân gia, đã bước vào hàng ngũ cao thủ, không biết bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào. Anh Phan, phần lớn người trong giới đều gọi Phan Vân Long là Phan gia, nhưng Vương Bách Thân và Tần gia cùng lứa, không thể gọi đệ tử của Tân gia là gia được, bèn gọi anh thể hiện sự kính trọng. Ồ, tứ gia ở đây à, Phan Vân Long đáp lại, sau đó lại nhìn Vinh Quảng Kiệt nằm với vẻ mặt đau đớn trên mặt đất. Đại sư huynh! Cứu tôi, Vinh Quảng Kiệt khóc lóc gọi hẳn ta. Phan Vân Long đanh mặt, khóc cái gì mà khóc, đệ tử Tân Môn chưa bao giờ khóc, đừng có để sư phụ chúng ta mất mặt. Tiếng khóc tang của Vinh Quảng Kiệt lập tức im bặt, hắn ta nhịn đau, nuốt lời muốn nói lại trong bụng. Phan Vân Long ngồi xổm xuống sờ vai hắn ta, Vinh Quảng Kiệt kêu á lên. Phan Vân Long cau mày, giọng nói hết sức lạnh lùng, phân cân thắc gốt. Ai ra tay tàn nhẫn như thế này? Vinh Quang Kiệt đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như mưa, hắn ta nhìn chòng chọc vào Lâm Vân, nói, chính là thằng chó kia. Nó ra tay quá tàn nhẫn, cánh tay tôi chắc chắn bị phế bỏ rồi, sư huynh anh phải báo thù cho tôi. Sau khi kiểm tra vết thương xong, Phan Vân Long không dám liều lĩnh chữa trị cho Vinh Quang Kiệt, chỉ nói, cậu yên tâm, ở thủ đô này không ai có thể bắt nạt đệ tử của Tân Môn. Ai làm cậu bị thương, sư huynh sẽ đòi lại gấp bội cho cậu. Vinh Quang Kiệt gật đầu thật mạnh, thù hận bao phủ trái tim hắn ta, đau đớn cũng vì thế mà giảm bớt đôi phần, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Vân và Lâm Mộng Đình, ánh mắt như muốn giết người, hắn ta nghiến răng nói, bọn mày chết chắc rồi. Phan Vân Long đứng dậy, nhìn Lâm Vân, lạnh lùng hỏi, cậu ra tay à? Anh là ai hai? Lâm Vân quan sát Phan Vân Long vài lần, hỏi với giọng khinh thường.
Ánh mắt của Phan Vân Long sắc bén như lưỡi dao, hắn ta hừ lạnh, nói, hừ, ngay cả Phan Vân Long này mà cũng không nhận ra mà dám ở Phan Viên gia đả thương người khác. Nhóc, to gan quá đấy. Lâm Vân cười khẩy, nói, tại sao tôi phải biết anh? Bởi vì anh họ Phan à, Phan Gia Viên là nhà anh mở à, vậy nếu anh họ Tử thì cả Tử Cấm Thành thuộc về anh chắc. Mặt Phan Vân Long nặng như chì, hắn ta nổi giận, mồm mép tép nhảy, ngông cuồng vô tri, tôi phải thay mặt bố mẹ cậu dạy cho cậu một bài học. Hắn ta đang định động thủ thì đằng sau Vương Bách Thuận bỗng lên tiếng, khoan đã. Phan Vân Long quay đầu lại, cau mày nói, tứ gia có gì chỉ giáo. Vương Bách Thuận chắp tay, nói, anh Phan, e là có sự hiểu lầm ở đây. Tục ngữ nói, oan gia thì nên hòa giải chứ đừng gây thù, tôi muốn làm người điều giải, mọi người cùng đi đến vườn nhà tôi uống chén trà, nói rõ mọi chuyện, anh thấy thế nào? Sắc mặt Phan Vân Long hơi thay đổi, hắn ta nói, đáng lẽ tứ gia đã nói thế thì tôi cũng phải nể mặt. Nhưng thằng nhãi này đánh sư đệ tôi bị thương, mà tứ gia cũng biết đấy, sư đệ là đệ tử quan môn của sư phụ tôi, cũng là con nuôi của ông ấy. Cậu ta đã thương sư đệ ngay trước mặt mọi người, lại còn ra tay tàn nhãn, trực tiếp phế bỏ hai tay của sư đệ tôi. Nếu tôi bỏ qua thì Phan Vân Long này về sau còn lăn lộn giang hồ thế nào nữa? Mặt mũi của tân môn bọn tôi biết để vào đâu? Tứ gia, không phải tôi không nể mặt ông, nhưng cơm phải ăn từng miếng, chuyện phải giải quyết xong từng việc. Chờ tôi đánh gãy hai tay hai chân của thằng nhãi này, nếu tứ gia có nhã hứng thì tôi sẽ đến chỗ ông uống trà. Vương Bách Thuận thở dài, biết Phan Vân Long không chịu dừng tay. Khó xử lý rồi đây. Nếu ông ta khăng khăng nhúng tay vào chuyện này, với thế lực của nhà họ Vương thì không khó để bảo vệ chị em cô Lý. Phan Vân Long lợi hại đến đâu thì cũng không dám xung đột trực tiếp với nhà họ Vương. Nhưng làm thế chẳng khác nào trở mặt với tân gia. Bội phục là bởi vì cô gái này chẳng những tinh tế biết được cái khó xử của ông ta, còn giúp ông ta giải vây. Thật ra, lúc này Lâm Mộng Đình chỉ cần thuận nước đẩy thuyền khích vài câu, Vương Bách Thuận phóng lao thì phải theo leo, chỉ có thể kiên trì giúp đỡ hai chị em bọn họ. Vậy là đẩy nhà họ Vương đến mặt đối lập với tần gia, nhà họ Lý có thể nhân cơ hội này bắt tay với nhà họ Vương để đối phó tân môn. Đây là một cơ hội quật khởi tuyệt diệu cho nhà họ Lý. Rõ ràng cơ hội đã ở ngay trước mặt, nhưng Lâm Mộng Đình không làm vậy, mà cô thản nhiên thừa nhận em mình đánh người, đối mặt với Phan Vân Long hung hãn. Thái độ hào sảng như thế sao người ta có thể không bội phục được? Từ tính cách của cô Lý đương nhiên có thể nghĩ đến cách đối nhân xử thế của cậu Lý. Vương Bách Thuận nhớ đến công tử số một thủ đô Lý Vân Hoa năm xưa, bất cần đời, song cũng phóng khoáng hào hiệp, nổi tiếng khắp thủ đô Hoa Hạ, hầu như không ai không nể phục, không ai không yêu mến. Mà điều Vương Bách Thuận lo là Phan Vân Long không giống như Vinh Quảng Kiệt. Hắn ta là cao thủ thật sự, hơn nữa phong cách làm việc dứt khoát, kiên quyết, là một kẻ tàn nhẫn. Hắn ta nói đánh gãy tay chân thì sẽ làm thật, lại xem em trai của cô Lý, thiếu niên phóng khoáng, trông tuấn tú lịch sự, sau này thành người tàn phế chẳng phải vô cùng đáng tiếc sao. Hầu Thất Quý đứng bên cạnh Vương Bách Thuận cũng rất lo lắng, nhưng ông A không có quyền lên tiếng ở đây nên chỉ có thể lo lắng suông. Phan Vân Long nhìn Lâm Mộng Đình, hắn ta rung động vì khí chất và vẻ đẹp của cô, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ý định của hắn ta. Phan gia cười mỉa, nói thì tô son chát phấn đấy, nhưng không biết trình độ thì thế nào. Lâm Vân tỏ thái độ dửng dưng, trình độ thế nào, anh thử xem là biết. Nghiêm Gẩn tiến lên, nói, anh họ, nấy anh đánh đã tay rồi, lần này nhường cho em đi. Lâm Vân nói, anh đánh đã tay bao giờ, tránh sang một bên đi. Nhưng Nghiêm Cẩn không chịu, anh đã đánh cả buổi rồi, không cho em đã ghiền tí à? Lâm Vân nói, chỉ là mấy tên bất tài vô dụng thôi, đủ cho anh đánh chắc. Lần này ít ra trông còn đỡ. Hai người bọn họ nhường qua nhường lại chọc giận Phan Vân Long, hắn ta nổi giận, nói, không sợ chết thì cả hai cùng lên đi. Nghe đối phương nói thế, Lâm Mộng Đình biết Phan Vân Long rơi vào bẫy rồi. Nghiêm Cẩn bình thường kiệm lời, thật ra lại rất thông minh. Cậu ta nhận ra Phan Vân Long không phải là nhân vật đơn giản, một mình Lâm Vân chưa chắc đã thắng được hắn ta, cho nên mới cố ý phối hợp với Lâm Vân kẻ tung người hứng, chọc giận Phan Vân Long để hai người bọn họ cùng lên đánh. Lâm Vân cũng tinh danh, Nghiêm Cẩn vừa lên tiếng là hiểu dụng ý ngay. Lâm Vân đang chờ câu này của Phan Vân Long, cậu ta cười khà khà, chính mồm anh nói đấy nhé. Vừa dứt lời,
cậu ta lập tức xông lên, tung một chưởng đập lên ngực Phan Vân Long. Đại sư huynh cẩn thận, nó biết ưng chảo, Vinh Quang Kiệt nhắc nhở. Nhưng Phan Vân Long không cần đối phương nhắc, hắn ta đã nhìn thấu trình độ đòn chưởng này của Lâm Vân. Hắn ta không sợ chiêu này, dù biến ảo thế nào. Thì chưởng lực vẫn ở đó. Hắn ta là đại đệ tử của Tần gia, là đồ đệ của tông sư, đã đạt đến cảnh giới hóa kình đỉnh phong, qua vài năm nữa có lẽ có thể chạm đến ngưỡng cửa tông sư. Thực lực của Lâm Vân kém xa hẳn ta. Nhưng điều khiến Phan Vân Long kinh ngạc là bộ pháp của Lâm Vân. Vừa bước một bước đã đến trước mặt hắn ta một cách kỳ dị. Khi hắn ta vô hiệu hóa trưởng lực của Lâm Vân chuẩn bị phản kích, đối thủ di chuyển nửa bước đã đến bên cạnh hắn ta. Bộ pháp này hơi giống môn võ cổ mê tung bộ của Tân Môn, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Rõ ràng công phu của Phan Vân Long mạnh hơn Lâm Vân, nhưng bởi vì bộ pháp kỳ lạ này khiến hắn ta tạm thời không thể đánh trả, chỉ có thể phòng ngự. Lâm Vân ra tay liên tục, phát hiện Phan Vân Long công lực thâm hậu, không hề có sơ hở, tạm thời không thể công phá phòng ngự của hắn ta. Hai người họ vờn nhau như thế một lát. Đánh nhau trong cửa hàng thì vô cùng chật chội, nhưng thân pháp của bọn họ nhẹ nhàng, tiến lùi chỉ di chuyển trong nửa bước, không hề bị ảnh hưởng. Thật ra, với thực lực của Phan Vân Long, lấy cứng chọi cứng, bộc phát chân khí thì trong không gian nhỏ hẹp này, dù bộ pháp của Lâm Vũ khéo léo đến mấy cũng không thể tránh thoát, chỉ có thể liều mạng, thế thì cậu ta chắc chắn sẽ bại. Chẳng qua Phan Vân Long cảm thấy tò mò về bộ pháp của cậu ta cho nên vẫn luôn quan sát, muốn khám phá điều kỳ diệu trong bộ pháp. Đây là suy nghĩ mà người tập võ nào cũng có, cứ thấy võ công mới lạ và lợi hại thì lại muốn tìm hiểu rõ ràng. Theo Phan Vân Long, Lâm Vân không phải đối thủ của hắn ta, đối phương không thể trốn khỏi lòng bàn tay hẳn. Có câu người thường hóng hớt, người trong nghề biết chuyện. Hầu Thất Quý không nhìn ra được hai người bọn họ ai thắng ai thua, trong lòng thấp thỏm không yên, bèn hỏi Vương Bách Thuận, tứ gia, ai có thể thắng? Vương Bách Thuận nghĩ thầm, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Ông ta bèn hỏi vệ sĩ bên cạnh, ai có phần thắng hơn? Vệ sĩ nói, Phan gia đã là hóa kình đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là lên đến tông sư, thằng nhãi kia không có phần thắng. Lâm Mộng Đình có chút lo lắng, một mặt cô sợ Lâm Vân bại trận, mặt khác cô cũng lo lắng có phải Lý Dục Thần đã xảy ra chuyện gì trên đường hay không. Một lát sau, mặc dù Phan Vân Long còn chưa khám phá ra bộ pháp của Lâm Vân, nhưng cũng nhìn ra một vài manh mối. Anh ta hiểu rõ nếu tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy chuẩn bị dốc sức giải quyết Lâm Vân. Nhóc con, cậu vẫn còn non lắm, đi chết đi. Phan Vân Long nói xong, giang rộng hai tay, một luồng sức mạnh vô hình cực lớn trào ra. Sức mạnh này gần như không có điểm mù, trừ phi Lâm Vân có thể vòng qua phía sau lưng anh ta, nếu không cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đòn đẩy này. Khi Phan Vân Long duỗi cánh tay ra thì Lâm Vân đã biết anh ta muốn làm gì, cậu ta vừa lùi lại, vừa hét lớn, em họ tốt của anh, em còn đang chờ cái gì vậy? Phan Vân Long hoàn toàn không để ý đến Nghiêm Cẩn còn ở một bên, bởi vì anh ta sớm đã quan sát thấy chân khí trên người Nghiêm Cẩn quá yếu, võ công còn kém xa so với Lâm Vân trước mặt. Mà cứ cho là hai người này có xấp xỉ nhau thì dù đến giúp đỡ cũng chỉ là đi chịu chết. Nhưng chẳng bao lâu, Phan Vân Long hiểu rằng mình đã sai. Nghiêm Cẩn nhanh chóng lùi lại, một tiếng âm, cậu ta va vào chiếc kệ cổ. Thứ gì đó trên kệ rơi rụng xuống đất. Chân khí của Phan Vân Long ập đến như thủy triều, Lâm Vân đã không có cách nào tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Cẩn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Vân, cũng không biết từ đâu lấy ra một cây bút lông, nhẹ nhàng vung lên. Không trung phủ mực, như có nét mực nhẹ nhàng lan rộng trên tờ giấy tuyên thanh vô hình. Chỉ bằng một nét đã loại bỏ hoàn toàn chân khí của Phan Vân Long, giống như bị tờ giấy tuyên thanh vô hình kia hấp thụ. Trong lòng Phan Vân Long vô cùng chấn động, vào lúc này, chỉ có anh ta mới biết chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là võ công trong võ đạo, Phan Vân Long có thể chắc chắn rằng thằng nhóc này biết pháp thuật. Ngay khi anh ta đang khiếp sợ thì đòn phản công của Lâm Vân đã tới. Từ khoảnh khắc Nghiêm Cẩn đứng ra, Lâm Vân đã nghĩ kỹ chiêu thức phản kích. Khi Nghiêm Cẩn vô hiệu hóa đòn tấn công của Phan Vân Long, trong lúc Phan Vân Long sửng sốt, Lâm Vân sẽ sử dụng kỹ năng di chuyển quỷ mị của mình để tiếp cận Phan Vân Long, một tay biến thành móng vuốt bắt lấy cổ họng của Phan Vân Long, tay kia thì lòng bàn tay đỏ thẫm, một đòn chu sa trưởng đánh về phía mạn sườn của anh ta. Phan Vân Long cũng không sợ cậu ta, chênh lệch về trình độ vẫn còn đó.
nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay đỏ thẫm của Nghiêm Cẩn, anh ta vẫn rất kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Chu Sa Trưởng. Phan Vân Long cũng không biết Chu Sa Trưởng của Lâm Vân lấy ra chỉ để dọa người, anh ta không dám để cậu ta trực tiếp đánh trúng mạn sườn gần tim nhất, vì vậy anh ta trở tay đối trưởng với Lâm Vân. Mà lúc này, ở bên kia, bút lớn của Nghiêm Cẩn vung lên một cái, nối tiếp một nét vừa nãy, vậy mà thật sự bắt đầu viết chữ trên không trung. Phan Vân Long nhìn thấy những nét chữ lạ trên không trung, một nét bút một nét chữ, dài dài ngắn ngắn, hoặc là vững vàng, mạnh mẽ, hoặc mũi nhọn như đao, trong chữ ẩn chứa sát ý. Phan Vân Long không thể không phân tâm, đưa tay kia ra, dùng hết sức đánh ra một đòn. Chỉ là nếu làm như vậy, hai cánh tay của anh ta, một tay đối trưởng với Lâm Vân, một tay đối phó chữ trên không trung của Nghiêm Cẩn, thì anh ta không có cách nào ngăn cản bàn tay còn lại của Lâm Vân bắt về phía cổ họng của anh ta. Trưởng phong hùng hồn va chạm với chữ trên không trung. Mà lúc này, anh ta cũng đang va chạm với Chu Sa Trưởng của Lâm Vân. Hai trưởng gặp nhau, Phan Vân Long ngay lập tức biết rằng Lâm Vân chỉ là phô trương thanh thế, Chu Sa Trưởng này mới là sơ cấp mà thôi, căn bản không có sức sát thương gì. Ngược lại, tay kia của cậu ta, ưng chảo chỉ lực trên kỹ năng khóa cổ kia đã có mấy phần trình độ. Nhưng với chút trình độ này, cũng không thể làm bị thương Phan Vân Long. Cơ thể Phan Vân Long có chân khí bảo vệ, cổ cứng như sắt thép, chỉ cần lắc nhẹ đầu một cái thì có thể thoát khỏi móng vuốt của Lâm Vân. Thằng nhóc, cậu vẫn còn thiếu chút nữa. Phan Vân Long chế nhạo, chỉ cần thêm 3 phần lực trên bàn tay va chạm với Chu Sa Trưởng của Lâm Vân, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, thì cánh tay của Lâm. Khi Phan Vân Long ngã xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, những người chứng kiến đều sợ ngây người. Sao có thể như vậy được? Đây là câu hỏi trong đầu tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Bách Thuận và Hầu Thất Quý. Thậm chí ngay cả Lâm Mộng Đình cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù cô biết nếu hai anh em này hợp tác với nhau thì sẽ trở nên vô cùng lợi hại, nhưng cô không ngờ rằng bọn họ có thể cắt cổ Phan Vân Long, một hóa kình đỉnh phong chỉ trong chớp mắt. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bọn họ thật sự có thực lực để khiêu chiến tông sư. Phan Vân Long có lẽ chịu thiệt bởi vì quá mức chủ quan, nếu anh ta nghiêm túc sử dụng toàn bộ sức mạnh ngay từ đầu, thì kết quả có lẽ sẽ ngược lại. Ít nhất anh ta sẽ không thua thảm như vậy. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, chính là cảm giác kinh hoàng bất an. Dù sao cũng là trước mắt công chúng, đại đa số đều là người bình thường, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng giết người trên đường phố như vậy, ai nấy đều sợ đến mức thất kinh. Có người la hét sợ hãi, có người quay đầu bỏ chạy, cũng có người to gan, lấy điện thoại di động ra quay video. Vương Bách Thuận ngay lập tức phản ứng lại, ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh. Lập tức phong tỏa hiện trường, không ai được phép quay video, mỗi người được phát 100.000 nhân dân tệ làm phí bịt miệng. Nửa câu về vụ việc ngày hôm nay cũng không được phép truyền ra ngoài. Vệ sĩ ngay lập tức dẫn người đi chấp hành. May mắn thay. Người nhà họ Vương sớm đã tập trung ở đây, mà những người xem phần lớn đều là chủ cửa hàng và quầy hàng gần đó, bọn họ đều nhận ra tứ gia. Ở Phan gia viên, mệnh lệnh của tứ gia giống như thánh chỉ, có ai biết ông ta lại dám không nghe lệnh. Cũng có một bộ phận khách du lịch và khách từ bên ngoài đến, nhưng phần lớn bọn họ đều đứng ở bên ngoài, không biết nhiều về những gì đang diễn ra bên trong này, chỉ biết là có đánh nhau, lại nghe nói có án mạng. Người nhà họ Vương nhanh chóng khống chế hiện trường, không để sự việc lên men. Nhìn Phan Vân Long nằm trên mặt đất, Vương Bách Thuận có chút khó xử liếc nhìn Lâm Mộng Đình một cái, nói, cô Lý, chuyện này có chút khó giải quyết rồi. Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy Lâm Vân có phần nặng tay, nhưng cô cũng không trách Lâm Vân, bởi vì trong tình huống lúc đó, Lâm Vân là bên yếu thế. Nếu cậu ta không ra tay độc ác, để cho Phan Vân Long có cơ hội phản công, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tứ gia, ai làm người đó chịu, chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy tứ gia và các chủ cửa hàng ở Phan gia viên. Sau đó cô nói với Lâm Vân, Tiểu Vân, chuyện hôm nay coi như xong, nhưng sau này ra tay phải biết nặng nhẹ. Em như vậy rất dễ gây rắc rối cho anh rể. Xì, anh rể mới không sợ rắc rối, Lâm Vân nói. Lâm Mộng Đình khẽ cau mày nói, anh rể của em đương nhiên không sợ phiền phức. Xưa nay những người phong hầu xưng bá. Có ai sợ phiền phức? Nhưng đế vương cầm tướng, hưng thịnh thì nhanh, suy vong lại bất chợt, vì sao? Ngoại trừ chính mình làm nhiều chuyện bất nghĩa, phần lớn đều là vì người bên cạnh. Cho nên Gia Cát Lượng mới khuyên A Đấu phải thân hiền thần, xa tiểu nhân.
Anh rể em là người phải làm việc lớn, em cũng đừng trở thành kẻ tiểu nhân bên cạnh anh rể. Nếu em dám cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người, chị cũng sẽ không tha cho em. Vương Bách Thuận gật đầu liên tục sau khi nghe những lời đó. Người phụ nữ này quả thật không đơn giản. Không cần gặp cậu Lý, mà chỉ nhìn người vợ cũng có thể hình dung ra phong thái của anh, chuyện nhà họ Lý Trấn Hưng tuyệt đối không phải là lời nói suông. Hầu Thất Quý càng là bội phục không thôi, vốn dĩ ông ta còn lo lắng về những người bên cạnh Lý Dục Thần. Ông ta muốn đi theo Lý Dục Thần, làm ra một hồi thành tựu to lớn, giao mấy chục năm tuổi già còn thừa lại của chính mình cho anh, nhưng đúng như Lâm Mộng Đình đã nói, từ xưa đến nay, có vị vua nào không phải kẻ ác vây quanh, trung lương khó gần. Mà thứ đáng sợ nhất chính là người phụ nữ. Lần đầu tiên gặp Lâm Mộng Đình, ông ta chỉ cảm thấy cô thật xinh đẹp, càng là xinh đẹp, thì ông ta lại càng lo cô chỉ là một bình hoa di động, nếu như cậu Lý sa vào sắc đẹp, thì còn đáng giá để ông ta giao phó tương lai của mình hay không. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, ông ta đã hoàn toàn yên tâm. Ngay từ đầu, tài năng mà Lâm Mộng Đình biểu hiện ra đã cho thấy cô chắc chắn không phải là một bình hoa. Mà những lời này với em trai ruột thậm chí có thể để lộ sự sáng suốt và rộng lượng của cô. Lâm Vân thấy Lâm Mộng Đình nghiêm túc như vậy, lè lưỡi, nói, được rồi, chị à, em cũng phục chị luôn đó, thân hiền thần xa tiểu nhân cũng nói ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.